Dungeons and Dragons. Đây là buổi hướng dẫn cách chơi D&D cho các bạn mới trong server Discord của bọn mình. Sẽ có những đoạn mình hướng dẫn cách lân xúc sắc, cách nhập vai và cách chơi combat cho các bạn mới trong video này. Cảm ơn các hội viên YouTube và các Patreon đã ủng hộ Thiện trong quá trình xây dựng một cộng đồng D&D Việt Nam phát triển và lành mạnh, đặc biệt là các bạn ở tier hiệp sĩ và mạo hiểm giả. Nào, chúng ta cùng xem buổi chơi Forest Expedition vào rừng. 4 người: Vasni, Eruma, Glassy và Lemongrass. Setup là 4 người là một nhóm mạo hiểm giả đã đi làm việc cùng nhau được một thời gian rồi. Có vẻ là làm việc cũng khá ổn nên là mọi người tiếp tục làm cùng nhau. Làm gì cũng là những việc đơn giản như là diệt trừ bọn man dợ ở ngoài ngôi làng hay là giúp cho những người dân buôn bán đi lại không gặp trắc trở gì. Nên là cũng tạo được một ít danh tiếng cho bản thân ở trong cái vùng lân cận. Mọi người hãy giới thiệu nhân vật của mình. Có thể giới thiệu là nhân vật mình ngoại hình như thế nào và tính cách như thế nào. Đầu tiên, Vasni. Vasni được em tạo từ khá lâu rồi, phải tầm 43 tuổi, kiểu khá là cứng nhắc. Không hẳn là bảo thủ nhưng mà phải đi theo cái lối chính, nghĩa là khi mà bà ấy nghĩ thì bà ấy chắc chắn sẽ làm theo. Cho dù đó có sẽ là kiểu như là hy sinh bất kỳ thứ gì đi nữa, nhưng đó là lẽ phải của bà ấy thì bà ấy chắc chắn làm theo. Bà ấy không theo bất kỳ một cái đạo giáo hay cái gì hết. Bà ấy tin vào chính bản thân mình, nghĩa là mình muốn làm, mình có thể giúp người khác, cho dù phải hy sinh bất kỳ thứ gì mình vẫn sẽ làm. Nó chỉ đơn giản là vậy thôi. Còn trong khi mà giao tranh thì phong cách chiến đấu của Vasni như thế nào? Bà ấy sẽ khá là cẩn trọng trong bất kỳ cái trận chiến nào. Luôn chú trọng về cái việc là phòng thủ hơn là chiến đấu, hơn là kiểu tấn công trước. Sẽ luôn kiểu xem take care đồng đội của mình, là xem cái người đó có bị cái gì không để mình bảo vệ, chứ không phải là cứ lao lên phía trước. Ok, cảm ơn Covers đã giới thiệu Vasni. Tiếp đến là Eruma của Cattail. Dạ, thì nhân vật của em là khuynh hướng nghệ sĩ đi đây đó, rồi tách đánh đàn. Thì tính cách là kiểu hơi carefree một tí. Sẽ kiểu sống mà kiểu không cần kế hoạch trước tới đâu được hay tới đó. Vậy thì Eruma nghĩ thế nào về Vasni? Thì nghĩ là sẽ một đồng đội kiểu đáng có thể tin cậy khi mà gặp mấy chuyện nguy hiểm. Eruma là một bard đúng không? Đúng rồi. Và bard là một người dùng nghệ sĩ hoặc là ca sĩ, thi sĩ, đấy là tùy vào Cattail. Họ dùng cái lời tiếng nói của mình hay là âm nhạc của mình để tạo ra phép thuật trên thế giới này. Tiếp đến là Glacy. Glacy là một truyền nhân của tộc rồng trắng, có thể sử dụng sức mạnh của băng, xuất thân từ một ngôi làng hẻo lánh, nên là anh ta cũng không chắc rằng con người hiện giờ sẽ như thế nào. Anh ta quyết định đi phiêu lưu, anh ta sẽ học hỏi tìm hiểu, và anh ta tình cờ gặp cái con phiền của mình, con quỷ, là một chuyện hoàn toàn ngẫu nhiên. Và khi anh ta đã nghe các lời ra tiến vào về con phiền, về việc anh là Warlock, anh ta sẽ chứng minh rằng mình sẽ xứng đáng với họ, hoặc ít nhất rằng mình sẽ không nguy hiểm đối với họ. Anh ta rất quan tâm người khác nghĩ gì, và anh ta chắc là sẽ cẩn trọng với những cái spell anh ta sẽ cast ra. Xin hết ạ. Cảm ơn Glacy đã giới thiệu bản thân. Tiếp đến là Lemongrass của anh Hòa. Lemongrass là một thợ săn của một bộ lạc du mục. Anh ta là một người thích hòa mình thiên nhiên hơn ở mọi người. Kiểu như vào một ngày anh ta thấy một viễn cảnh đen tối trải khắp ở khu rừng. Nên bây anh đã quyết định là đây là lúc sẽ thay đổi cuộc sống thường ngày của mình và bắt đầu đi phiêu lưu. Lemongrass là một người tính khí như thế nào? Anh ta thường là thích ở một mình hay là hòa mình thiên nhiên hơn là ở với mọi người. Nhưng mà anh ta lại rất quan tâm đến những người bạn bè của anh ta. Anh ấy luôn coi trọng về bạn bè và gia đình mình. Ok, cảm ơn Lemongrass. 4 người mạo hiểm giả của chúng ta vì đã tạo được danh tiếng của mình, giúp đỡ ngôi làng Pandalin được một thời gian rồi, nên là được mọi người cũng khá là quý trọng và nhờ vả. Thì mỗi người cũng có một cái mục đích riêng khi mà giúp, có thể là vì danh lợi, có thể là cũng vì tiền bạc, có thể có người giúp vì cái lòng hào phóng, rộng lượng, thương người của mình. Nhưng mục đích nào thì các bạn
vẫn là một nhóm với nhau. Một ngày, khi đang ở trong cái quán tavern, quán rượu của ngôi làng này, thì cái người thợ rèn của ngôi làng, Iron Gauntlet, hay còn gọi là ông găng tay sắt, làm người thợ rèn đã giúp cho mọi người, tạo vũ khí cho mọi người trong cái thời gian làm mạo hiểm giả vừa rồi. Lần này, ông đến nhờ mọi người vì biết là có một cái loại tinh dầu rất đặc biệt được chế từ cái loại hoa bìm bìm tím hiếm. Loại dầu này nếu mà dùng trong công cuộc rèn giũa vũ khí thì sẽ làm chúng sắc bén khôn lường. Và ông Iron Gauntlet, găng tay sắt, sẽ hứa trả công cho nhóm mạo hiểm giả hậu hĩnh 100 đồng vàng và sẽ nhận làm cái mẻ vũ khí sắc bén đầu tiên từ loại dầu đặc biệt này cho nhóm mình. Loại hoa này thì theo ông được biết được nằm mọc ở gần một ngôi làng nhỏ biệt lập nằm trong rừng. Đường đi băng quang khôi rừng khá là khó khăn, nguy hiểm, có thể có thú dữ hoặc là trộm cướp. Thế nên là ông ấy đã nhờ đến mọi người, những người ông biết là có khả năng. Ông Iron Gauntlet này biết là chuyến đi phía trước khá là hiểm nguy nên là đã mời mọi người tập dượt lại các cái kỹ năng cho chuyến đi sắp tới ở phía chỗ sân sau nhà mình. Vì ông là thợ rèn nên là hay có cái sân sau để cho các mạo hiểm giả thử vũ khí. Khi mọi người nhận lời thì ông sẽ dẫn mọi người ra phía sân sau. Bây giờ mọi người sẽ được thấy chuyển sang một cái map khác và nhân vật của mọi người sẽ xuất hiện ở dưới. Ở cái phía sân sau nhà anh Iron Gauntlet này thì có một số con bùa nhìn được sắp xếp theo vị trí ngẫu nhiên. Bây giờ chúng ta sẽ tutorial của D&D Combat khi mà chơi giao tranh trong D&D sẽ như thế nào. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải xác định ai là người đi trước, ai là người đi sau. Chúng ta sẽ làm điều đó bằng cách lăn Initiative. Mọi người nhìn vào cái tờ thông số nhân vật của mình. Covers có nhìn được không nhỉ? Tại vì đang dùng điện thoại có thể là cái tờ thông số nó hơi bị bé. Cái initiative là mọi người nhìn vào giữa này. Giữa là cái số to đùng nhất là máu. Xong nhìn lên bên trên một tí sẽ thấy có ba cái số ở ba cái ô vuông bé hơn. Cái bên một cái ô, một cái là ở trong hình cái khiên thì đấy là giáp của mọi người. Cái ô ở giữa là initiative. Đầu tiên là mọi người hãy ấn vào cái token, ấn vào cái hình nhân vật của mình trên cái map đã này. Xong rồi mới ấn vào cái chữ initiative. Khi chỉ chuột vào nó đỏ lên ấy, là cái đấy là ghi nhận vào roll 20 là à, cái nhân vật này sẽ được lăn cái initiative này. Ok, và mọi người đã lăn xong đấy, gọi là initiative. Thì trên bảng này, các ai lăn cao hơn người đấy sẽ đi trước, ai lăn thấp hơn người đấy sẽ đi sau. Trong trường hợp mà rất tiện ở đây là có hai người lăn bằng nhau thì tùy người dẫn chuyện. Có thể là có người dẫn sẽ bảo là ai có dexterity, điểm dexterity cao hơn thì được đi trước. Nhưng mà mình sẽ thử cái phương án là hai người mà bằng initiative nhau cho đi cùng lúc, có thể thảo luận ai đi trước ai đi sau. Gọi là hai thứ là diễn ra cùng một lúc đi. Xong xong, rồi. Vậy Vasni, nhân vật Vasni là một nhân vật dùng vũ khí cận chiến đúng không? Yeah. Chuyển nhạc combat pha cho máu lửa. Vasni hãy đi bằng tốc chạy của mình đến cạnh một cái con bù nhìn, là một cái con mà có hình hỏi chấm này, và đánh nó một phát bằng một cái vũ khí cận chiến của mình. Có thể dùng Warhammer hoặc là Spear. Em có thể di chuyển nhân vật mình bằng cách chỉ chuột giữ cái token và di chuyển nó. Tốc chạy của em là được 30. Trong cái map này thì đi chéo cũng như đi ngang. Ok, Vasni chạy đến đấy. Và có thể dùng một cái đòn đánh cận chiến của mình. Khi nhìn vào trong cái sheet thì ở bên dưới, thẳng dưới máu, sẽ thấy một cái hit die gì death save, rồi thấy là Warhammer. Chỉ vào có thể thấy nó đỏ lên, ấn vào đấy. Đúng rồi, được rồi đó. Nó bị lag đấy, bây giờ nó hiện ra một đống luôn kìa. Cái đầu tiên đi. Ừ, rồi, lấy cái đầu tiên nhé. Người có thể chuyển lại cái tab chat, nó sẽ hiện ở bên tab chat. Thì cái này nó như là như thế nào? Nhìn vào cái đầu tiên nhé, cái 17 với 20 ấy, với bên dưới là 10 này. Khi mà lăn một cái đòn đại tấn công, mình sẽ lăn một cái xúc sắc 20 mặt. Mọi người có thể chỉ vào cái số 17 ở đây và thấy là nó lăn được 12 cộng 3 cộng 2. Cái điểm cộng 3 cộng 2 là cái điểm bonus mà Vasni có, là điểm thành thạo về cái vũ khí đấy và điểm sức khỏe các kiểu. Cái đấy chưa cần quan tâm vội. Và cái điểm ở bên dưới số 10 là dam, bên trên là độ chính xác đánh trúng thì mình mới lấy dam. Cái này là vậy là Vasni đi đến một cách rất thận trọng đến cạnh con bù nhìn này và cầm theo, vác theo cái búa nặng nề của mình vung một đường từ dưới lên trên. Cây 17 là chính xác, lăn được 10 đam cho con bù nhìn này. Nó rung lên, lắc lư trong gió. Những cái miêu tả này mọi người có thể là để cho người dẫn chuyện miêu tả, hoặc là có thể tự mình miêu tả. Hết turn của Vasni. Lemongrass làm một cận chiến hay là đánh xa nhỉ? Thế
Demon Guard là một thợ săn nên thường đánh xa ra, dùng cung nhiều hơn là dùng cận chiến. Ok, vậy thì cung trong này là bắn được xa bao nhiêu nhỉ? Cung ngắn hay cung dài, long bow hay short bow? Hình như là thằng cầm long bow. Long bow thì bắn được tầm bắn là 150 feet rất xa, nói chung là cả cái map này hiện tại không phải quan tâm. Demon Guard sẽ bắn cái con ở xa nhất bên phải này. Con này đúng không? Để mà ping được thì mình giữ chuột trái một lúc. À, đang dùng cái thước, phải đổi sang con chuột. Rồi, ok. Demon Guard cũng lấn ấn vào longbow để bắn. 16, độ chính xác 16, trúng. Và 5 đam. Anh Hoàng có muốn miêu tả đòn đánh của Demon Guard không? Nhân vật để làm gì? Là nhấc cái longbow mình lên, kéo cánh cung cẩn trọng cánh mũi rồi thả ra. Tên bay vút gió trúng vào đầu con này. Một tiếng vút gió tung mũi tên gió. Lặng lẽ đặt cái bông xuống và nhìn sang Emura. Emura, em sẽ làm gì? Em sẽ target cái con đứng gần Vasney. Ok, dùng một vũ khí cận chiến đúng không? Hay là dùng phép? Dạ. Em cũng có phép. Dùng. Em thấy mấy cái phép nó không có gây đam. Em sẽ dùng cái kiếm dài. Rapier. Độ chính xác là 9. Có vẻ là dưới áp lực của Lemongrass đang nhìn sang, Aroma bước vào cái chỗ cỏ hơi ướt, hơi hụt chân. Độ chính xác 9 là chọc sượt, không trúng con bồ nhì này. Và đam thì không quan trọng nữa. Lemongrass đứng ngoài và mỉm cười. Aroma có muốn trả lời những sự sung mãn này của Lemongrass? Aroma không quan tâm. Yukio sẽ sử dụng Shatter. Em có thể ấn vào cái hình như là cái hình nói chuyện trong truyện tranh ở bên trái chữ Y ấy, để nó hiện cái spell cho mọi người. Cái phép thuật này là tạo ra một cái vùng âm thanh rất là lớn, nổ, boom. Em có thể chọn một cái điểm không gian bán kính 10 feet. Em chọn điểm nào? Cái phép này là có thể đánh trúng bạn bè đấy nhá, nên là hãy chọn điểm cẩn thận. Em có thể giữ chuột trái vào trên bản đồ một lúc để nó chọn chỗ. Chỗ đấy à? Bán kính của nó chỉ là 10 feet thôi, nên là có thể không đến được con này. Có thể là em muốn đặt ở đây thì sẽ trúng cả hai con này và không trúng bạn bè. Trông nó sẽ đây, như thế. Ok, đợi chút. Nó tới 60 feet rồi. À không, đấy là cái vòng tròn thì bán kính của nó là 10 feet. Nhưng mà cái anh đặt được cái vòng tròn đấy cách xa mình 60 feet đến 60 feet. Vậy thì trông nó sẽ như thế này. Mình sẽ vẽ một cái vòng tròn màu cam. Trông nó sẽ như vậy. Và cái vòng tròn 60 feet nghĩa là em đặt được cái vòng tròn này cách xa mình đến 60 feet vẫn được. Nhưng mà chắc là đặt ở trúng hai con kia đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, thì anh kéo lại. Thì cái này là hơi khác một chút. Không phải là mình lăn cái D20 nữa. Mà cái phép này yêu cầu bọn quái, trong trường hợp này là bọn bù nhìn, phải lăn một cái D20 để kháng lại. Mỗi con sẽ lăn một cái D20. Con lăn được natural one, số 1 là cái số thấp nhất có thể. Con kia lăn được 11. So sánh với cái độ khó của phép của em, nhìn độ khó là ở ngay bên dưới cái phép này, spell save DC 2.12. Vậy là cả hai bọn này đều fail. Yukio, lăn cho anh 2, ở đâu, 3D8 đam. 3D8 nghĩa là 3 cái xúc sắc 8 mặt. Có thể dùng lệnh trên roll20 gạch chéo R cách 3D8. Đây, có thể dùng ngay cái lệnh này, bỏ giống hoa kép đi. 16 đam. Không gian và thời gian chỗ này trông có vẻ như là bị gián đoạn một lúc, nhưng mọi thứ như kiểu bị méo mó đi và nguồn năng lượng tỏa ra. Hai cái con bù nhìn ở đây nhận toàn bộ đam, mỗi con 11 đam. Cái âm thanh này phát ra đến 300 feet đều nghe được. Những cái cây bên cạnh, cái lá cũng hơi giạt đi một tí. Và cái phép này khi dùng xong là cái vòng tròn này không quan trọng nữa, anh sẽ xóa. Đến turn thứ hai, bây giờ Vasni có thể, anh sẽ, vì đây là phần hướng dẫn nên là anh muốn bảo mọi người làm một số thứ để có thể biết được các cái cơ chế trong game như thế nào. Giả dụ là Vasni có thể là chưa đánh chết hoàn toàn con này nhưng mà muốn sang đây để giúp Eruma thì có thể tự di chuyển sang đấy, nhưng sẽ có một thứ xảy ra. Đây là cái cơ chế của game D&D. Khi mình bước ra khỏi khu vực cận chiến của một kẻ địch, hoặc là kẻ địch bước ra khỏi khu vực cận chiến của mình, thì cái người di chuyển có thể bị đánh một phát. Trong trường hợp này, vì Vasni di chuyển ra khỏi khu vực cận chiến của con bù nhìn này, nên là con bù nhìn này sẽ dùng một cái phản ứng
để nó đánh Vasni một phát xem là có trúng không. Khi bị đánh thì kẻ địch sẽ lăn một cái D20. 6, so sánh với giáp của Vasni, giáp của Vasni là bao nhiêu? Có thể nhìn bên trái cái initiative, cái số ở trong cái hình cái khiên, 18 đúng không? Vậy thì số 6 bé hơn 18 là con bù nhì này đánh trượt. Ok, Vasni có thể tiếp tục với cái turn của mình, có thể là một action và lấy một bonus action, một hành động nhanh nếu muốn. Trong turn mỗi người có thể có một là di chuyển, hai là action và ba là bonus action, một hành động nhanh khác. Vasni muốn làm gì? Trong team của mình mỗi người đã bắn trúng rồi, nhưng Eruma đang vừa bước đến đây hơi sượt chân cái nên đâm trượt con bù nhìn này. Cái hành động nhanh là mình xài cả tắc bình thường được không mình? Thường là không. Hành động nhanh thì chỉ những thứ nào nói rõ ràng là mình có thể dùng hành động nhanh mới được dùng thôi. Một số cái loại phép được dùng. Ví dụ nhân vật của em là Paladin, có một phép anh sẽ bật sang cái tab spell nha. Em sẽ thấy cái tờ thông số của em bị thay đổi. Đây, bật sang tab spell. Em có một phép là Shield of Faith. Đây, cái phép này khi mà mở ra có thể đọc thêm, nhưng mà cơ bản là nó dùng một cái bonus action, một hành động nhanh để mang lại cái năng lượng niềm tin của mình, của Vasni, cho ai đó thêm cộng 2 giáp. Em có muốn dùng cái phép này không? Dùng sẽ tốn 1 mana, em có 3 giọt mana trong ngày. Chắc là không đâu. Ok, vậy thì chưa dùng. Quay lại với, để quay lại với cái phần mặt bên kia của cái tờ thông số thì ấn chữ Core. Vasni muốn làm gì? Spear đi. Ok, Spear 13, chính xác. Đánh trúng. Mà đam lần này thì lăn hơi bé, 4 đam. Em có muốn miêu tả cái đòn đánh của Vasni không? Vasni rút thanh giáo của đang đeo trên lưng của mình ra, phóng về phía con bù nhìn mà Eruma đang đánh dở, rồi kết thúc nó. Đâm một lòng giáo vào giữa lưng. Eruma thấy là cái đầu giáo bên kia lao ra từ giữa ngực con này. Vasni rút lại, con bù nhìn rách bươm, nhưng nó vẫn chưa chết hẳn, vẫn còn máu. 4 tam là chưa đủ để kết liễu nó. Lemongrass và Eruma, cả hai người đều trong Initiative 13, có thể dùng turn cùng nhau hoặc là có thể tự thảo luận xem ai đi trước ai đi sau. Đây là người chơi thảo luận, còn nhân vật thì có thể hành động hoặc có thể là cùng coordinate làm một cái attack gì đấy. Khi mà mình chơi D&D một thời gian rồi, mình không nhất thiết phải bảo cái người dẫn chuyện là tôi làm cái gì đấy có trong cái tờ thông số của mình. Mình có thể hoàn toàn là làm cái gì đấy ngoài tờ thông số và có thể hỏi là tôi biết là trên tờ thông số không có việc là tôi nhảy đá vào cái cây này xong rồi bật lại lăn lộn một vòng trên không trung và đâm con này. Thế thì bây giờ tôi muốn làm như thế thì cái người dẫn chuyện là xử lý cho tôi như nào, tôi phải làm cái gì? Mình hoàn toàn có thể hỏi như vậy. Mình cứ miêu tả hành động nhân vật của mình thôi. Và cái người dẫn chuyện là có nhiệm vụ đưa cái đấy thành sự thật. Hoặc là nhưng mà nếu mà miêu tả cái gì khó quá thì cũng có thể khả năng thất bại cao nhé. Mời Lemongrass và Eruma. Sorry. Này Lemongrass là cập cung tay trái đưa tay phải mời Emra đánh trước, xem ra giao dí hoặc giao tay mời xem Emra sẽ hành động như thế nào. Eruma cúi đầu cảm ơn Lemongrass, rút cái giáo ra đâm nhẹ một phát nữa để kết liễu hẳn cái con mùa nhìn. Lăn đi, rapier 11 trúng. Eruma miêu tả đòn kết liễu của con này. Với con này thì con bù nhìn này đã bị Vasni đâm một phát vào giữa và kéo sang bên, nên là nó cũng rách bươm một bên vai rồi. Eruma miêu tả nốt đòn kết liễu. Về con bù nhìn nó kiểu cũng bị Vasni gần kết liễu rồi, cho nên Eruma chỉ cần phải nhẹ một cái thôi là con bù nhìn hoàn toàn rách bươm, không nhận ra được nữa. Lemongrass thấy Eruma chọc một phát và kéo sang một bên, con bù nhìn bây giờ đã đứt làm đôi và nửa thân trên của nó rơi xuống mặt đất. Eruma vẫn có thể di chuyển nếu muốn. Eruma sẽ đứng yên. Ok, Lemongrass. Trong lúc mình ra thì nó mới, trong lúc mình đâm thở xong thì nó mới rắp tên một cung và bắt đầu bắn vào con này. Ồ, con đứng trước con này. Ok, con lúc trước, ok con này. Chưa, bắn trúng đúng không? Trúng. Trên bay bút trúng con này thì Lemongrass sẽ cast thêm một cái phép, thử cast một cái phép là High of Tone. Thường cái này là sẽ phải cast trước khi bắn, nhưng mà thôi ok, lần này thì không vấn đề gì. Bonus action này sau, bonus action bắn này sử dụng sau khi action chính. Bonus action hoàn toàn có thể sử dụng trước, không vấn đề gì. Khi mà dùng phép này thì cái đòn tiếp theo mình bắn là có phép, nhưng không vấn đề gì. Đây là người mới chơi thì thiện vẫn cho cứ gọi là cast rồi đi. Thì con này sẽ không tới con này đúng không? Đây là 10 feet. Từ từ. Không vấn đề gì. Cái này tới. Đây là cái phép mà không, cái phép này chỉ ảnh hưởng đến cái con mà mình bắn thôi. 5 feet xung quanh con này thôi. Each creature, yeah, đúng rồi.
cái này 10 feet là không tới thôi. Đúng rồi. Con đứng đây thì tới này. Con này đứng, con nào đứng đây thì tới. Nhưng mà cái con bị bắn thì vẫn phải lăn người đấy. Nó sẽ lăn một cái dexterity saving throw. Nên nó trông đại diện là một cái D20 cộng với điểm dexterity của nó, nhưng mà điểm dexterity của mấy con vù nhìn này thiện để hết là không, cộng không hết. 2 fail. Nhưng Hoàng có thể lăn thêm một cái D10 nữa là đam con này nhận thêm 9 đam. Cái liễu rồi. Nào, các mũi tên đâm lên đâm nát cái con vù nhìn này, tên chọc thẳng dưới đất lên đâm nát con vù nhìn này. Còn Yukio. Đó, em cắt cái shatter vào hai con vù nhìn của nó ra sao rồi. Con này nửa người của nó là bay hết tứ tung rồi. Các cái mảnh vụn của vải và rơm. Con bên trên thì vừa bị lemongrass bắn thêm gai mọc ở dưới. Vậy thì em sẽ bắn Eldritch Blast vào con gần nhất. Ok, bấm Eldritch Blast đi. Bây giờ em có thể ấn thẳng vào cái spell đấy mà không phải ấn cái bubble nữa. Ấn vào chữ Eldritch Blast nó sẽ gây cả đam luôn, lăn cả đam cho luôn. Vâng. Đây là Natural One. Thế nên là bắn trượt. Có vẻ như là cái màn biểu diễn bắn cung của lemongrass và mọc gai khiến cho Yukio hơi in awe. Nên là sau khi bắn đồ này, lúc đầu là định bắn con đằng sau nhưng thấy nó chết rồi, đưa tay dịch sang bắn con trước. Và việc hất tay đấy khiến cho cái phép Eldritch Blast hơi chạch sang một bên. Và cái cây đằng sau, một phần của cái cây bị thủng ra. Lemongrass sẽ đưa tay trái lên và vỗ vai động viên Yukiko. Đến một cái vòng mới thì bây giờ sẽ là nốt một cái mechanic kẻ địch tấn công. Hỏi tí. Nó bảo là cooldown 1 minute, 1 phút là tính thời gian trong tool là bao nhiêu? Cooldown up to 1 minute là cái gì? Cái concentration up to 1 phút là có khi mà dùng cái phép này thì trong vòng 1 phút là có thể dùng cái đòn đánh kia. Nhưng mà khi mà dùng cái đòn đánh kia mà có hiệu ứng là nó hết rồi. Thế là tool sau có dùng tiếp được không hay là phải đợi? Tool sau là... Từ từ xem nào. Next time you hit a creature. Không, chỉ có cái lùng đống cái lần được một lần thôi. Tool sau không cast lại được, cast lại vào sang à, cast ấy. Lại thì được, nhưng mà lại tốn thêm mana. Mana mình tính ở chỗ nào? Mana tính ở khi mà anh nhìn vào cái tờ thông số nhân vật của Lemongrass này, nhìn bên spell. Anh có tổng là 3 mana, lúc đầu chắc là quên để. Vừa dùng một spell là hết 1 mana còn 2. Em có thấy cái số thay đổi không? Em vừa thay đổi cho anh. Đây, nó gọi là spell slot nhưng mà mình có thể hiểu là mana. Cái này mana thì đến khi nào cuối ngày đi ngủ mới hồi lại hết. Đi nghỉ ngơi thứ mới hồi lại, hiểu không? Đúng. Đến cái vòng tiếp theo này, để tăng cái độ khó mà khi mà huấn luyện thì ông thợ rèn Iron Gauntlet đã chuẩn bị một số cái mechanic sẵn ở trên cái sàn này. Mỗi con bù nhìn này, từ cái phía giữa ngực của nó mở ra một cái tia phóng điện bắn vào phía mọi người. Mọi người hãy lăn cho thiện một cái dexterity saving throw. Lăn ở đâu? Thì nếu mà mọi người đang nhìn vào cái stream của thiện sẽ thấy là ở phần này, cái khu vực này, ở bên trái của cái máu là có các cái saving throw. Ấn vào dexterity, độ khó là 10. Mọi người phải lăn được 10 trở lên thì mới tránh được cái tia điện này. Lăn dưới 10 là sẽ bị tia điện bắn trúng. Thì mọi người có thể ấn vào cái chữ dexterity ở đây. Vậy là có Vasni và Yukio lăn dưới 10, mỗi người sẽ ăn 2d4 đam điện. Úi dồi ôi, tay dẫn chuyện hôm nay đỏ quá. Mọi người Vasni và Yukio ăn 8 đam điện. Khi mà đã nhận đam thì mọi người tự ấn vào cái token của mình, xong cái ô màu xanh lá cây thì trừ đi 8. Ô màu xanh lá cây thể hiện máu. Vasni và Yukio có thể diễn tả nhân vật của mình, miêu tả nhân vật của mình hiện tại. Bạn không nghĩ là trong một cuộc huấn luyện thì đột nhiên những con bù nhìn lại tấn công ngược lại họ, cho nên là bạn không kịp bảo vệ mọi người xung quanh. Để mình gắt là thấy thì hơi bất ngờ nhưng mà nhanh chóng nghiêng người tránh sang trái thì viên đạn bay thẳng người Yukiko. Và với như vậy, mọi người đã ôn lại hết tất cả các kỹ năng mà chiến đấu trong combat của mình. Rèn Iron Gauntlet thấy vậy, gật đầu bảo mọi người cũng khá đấy. Vậy là có vẻ là kỹ năng của mọi người không bị hao mòn qua mấy tuần nghỉ ngơi vừa rồi. Người đã sẵn sàng chưa? Trời cũng sắp tối rồi, đi nghỉ ngơi ăn uống, mai sáng còn lên đường cho sớm. Cho tôi xin lỗi vì mấy cái cây. Không sao. Mấy cái cây ở đây chủ yếu là được trồng để tên bay đạn lạc không ra ngoài cái vùng sân này, không ở đây thế đâu. Ok, nếu mọi người có vẻ cũng đã mệt mỏi rồi, có vài bạn cũng ăn ít đam điện, xin lỗi việc đấy nhá, tôi sẽ lo cho bữa ăn của các bạn tối nay, yên tâm. Những người chơi có muốn nói chuyện với nhau qua nhân vật của mình không, bàn bạc về các cái chiến thuật giao tranh
bàn bạc về chuyến đi sắp tới, hoặc là nói chuyện thêm về anh Iron Gauntlet này. Hy vọng sau này ai cũng sẽ tha lỗi cho chúng ta vì bắn vào cái cây của họ. Ồ, ông thợ rèn, ông thử nói lại xem là cuối cùng ông định tìm cái gì đấy nhỉ? Một loại dầu đặc biệt được chế từ hoa bìm bìm tím. Cái hoa bìm bìm này ấy có thể được tìm thấy ở một cái ngôi làng nhỏ trong rừng về phía tây, rất hiếm á. Cái loại dầu này nếu mà dùng để chế vũ khí thì sẽ sắc bén khôn lường á. Anh có thể dùng nature để nghĩ xem cái hoa này hình dạng như nào không? Có. Đấy. Có. Cứ bấm vào đấy ạ. Đúng rồi, bấm chữ nature. Nó sẽ lăn một cái D20 và cộng điểm bonus của anh. Thấy chưa? Thấy chưa? Có. 14. Lemongrass cũng có mường tượng qua về một cái loại hoa này. Nhưng mà thường hoa bìm bìm thì các loại hoa mà anh thường thấy nó ít có công dụng ở trong rèn rũa lắm. Chắc đây cũng phải là một loại hoa đặc biệt lắm. Cũng có Lemongrass có đọc qua một chút về loại hoa này. Và có vẻ như là dưới cái nụ hoa sẽ có những cái nhụy hoa, nó sẽ có đúng 5 cái gì nhỉ, tua và chỉ thẳng lên trời, màu xanh lá cây, một loại hoa khá đặc biệt và chỉ có thể sinh nở khi có sự chăm sóc đặc biệt và ở môi trường thích hợp. Có vẻ là những người trong ngôi làng này biết cách làm như vậy. Cái ngôi làng mọi người sắp tới. Hy vọng gần làng không có cái cây nào. Gần làng hả? Tôi tìm phải mãi rồi cũng không có, nên là mới phải dốc khẩu bao ra nhờ mọi người đó chứ. Nhưng mà tôi tin tưởng mọi người cũng giúp làng khá khá rồi, cũng làm ăn với tôi buôn bán vũ khí được vài lần. Tôi nghĩ mọi người sẽ ok thôi. Nhưng mà nhớ cẩn thận nhá. Trong rừng chắc là thú dữ có thể có trộm cướp ấy. Tôi thì tôi cũng có nhờ một cái ông bạn đánh xe, ông ấy sẽ chở mọi người đi vào đó. Hình như mai ông mới đến. Và nếu mà mọi người không còn chuyện gì để lo lắng, không còn chuyện gì để lo trước khi mà nghỉ ngơi, thì màn đêm buông xuống. Mỗi người về cái phòng trọ của mình ở cái tavern này và nghỉ ngơi trước một chuyến đi dài. Khi mà long rest, gọi là nghỉ ngơi đi ngủ cuối ngày, mọi người sẽ hồi lại tất cả máu và tất cả mana của mình mà đã mất, cũng là cơ chế của game. Có thể tự vào trong cái tờ thông số nhân vật của mình và để tất cả lại đầy, để tất cả con số lại thành đầy. Mình sẽ đợi cho mọi người chỉnh xong rồi mình sẽ chuyển sang một cái map khác. Ok. Rồi, copy mọi người sang cái map khác. Anh ơi, cho em lại không có cái slot của spell level 1 nha. Warlock là nó khá đặc biệt. Lên level cao là họ mất hết slot của level thấp, chỉ có slot level cao thôi. Nhưng slot của họ không cần nhất thiết phải long rest, mà short rest nghĩa là nghỉ một tiếng là cũng hồi lại. Họ có ít slot hơn, slot khỏe hơn và hồi nhanh hơn. Cái Warlock nó hơi đặc biệt tí. Mọi người đã nhìn thấy cái map mới rồi đúng không? Mọi người sáng ngày hôm sau, ngay từ khi mà team bắt đầu hot, mọi người đã thức dậy, lên đường. Cái người đánh xe thì cũng đã chuẩn bị sẵn, ngồi trước cửa của cái quán trọ này với một con ngựa cũng trông cũng già như ông. Hôm nay thấy mọi người đi ra, ngả mũ. Chào các mạo hiểm giả. Mọi người sẵn sàng lên đường chưa? Chuyến đi của tôi thì chắc là anh Iron Gauntlet cũng nói rồi là sẽ mất khoảng 2 ngày đi 2 ngày về đó. Còn cái việc mà tìm dừng lại, dừng chân ở làng tìm hoa thì tôi sẽ dừng được khoảng 2 ngày. Anh Iron Gauntlet đã trả tiền trước cho tôi hết rồi, mọi người không phải lo. Bây giờ vẫn ở trong làng đúng không? Mua đồ được. Được. Người muốn mua gì? Bây giờ không, anh hỏi là mua đồ là như nào? Mình có bao nhiêu tiền, làm sao biết được mình có bao nhiêu tiền, rồi như nào nữa? Mua đồ thì mọi người có thể nhìn vào trong cái tờ thông số nhân vật của mình, kéo xuống dưới. Ở bên dưới các cái khu vực để đánh nhau thì có một cái là nó có hiện mấy cái hình màu màu như là mấy cái kiểu tiền tệ ấy. Thì Lemongrass hiện tại có 10 vàng. Cái đơn vị tiền tệ ở trong... Tên là hết được. Bạn có hết tên không? Có hết tên đúng không? Có hết được tên, nhưng mà tên thì nói chung là khá rẻ. Nên là khi mà chơi mình không nhất thiết phải chú trọng cái đấy. Cứ coi như là Lemongrass với cái kiến thức đi mạo hiểm của mình đã tự chuẩn bị sẵn tên đầy đủ cho cả chuyến đi rồi. Không vấn đề gì cả. Ration là tính 20. Ration là mỗi ngày mất 1 ration. Ration là thoải mái rồi này. Ok, chắc là không cần gì đâu. Muốn mua thêm 20 mũi tên nữa nhỉ.
Cứ mua khoảng 100 mũi tên ấy, xong rồi nói chung là trong cái one shot không thể hết được đâu. Tạm thời là mình cứ đơn giản hóa như vậy nhá. Một mũi tên, 20 mũi tên thì là 1 bạc. Mua thêm 80 mũi tên nữa là 4 bạc. 4 bạc là 0.4 vàng. 1 vàng bằng 10 bạc, 1 bạc bằng 10 đồng. Nói chung là tốn 4 bạc. Vậy mọi người có ai muốn mua gì không? Chuẩn bị gì nữa không? Đó. Chuẩn bị đi chuyến đi này cũng có thể là khá khó khăn đấy. Cho em hỏi là cái số ở cái hàng ở cái cột ngoài cùng bên phải là gì ạ? Ngoài cùng bên phải á hay bên trái? Dạ bên phải. Màu xanh đúng không? Không, ấy là cái item name ở dưới nó có hai cái cột số. À. Cột bên trái là số lượng, cột bên phải là cân nặng. Đấy ạ, xin cảm ơn. Ừ, nhân vật mà có strength càng nhiều thì mang được càng nhiều đồ nặng. Nó ở bên dưới có cái số là total weight, là nó tính cân nặng của tất cả đồ mọi người mang theo đấy. Nó tự tính ra rồi. Nếu mà cái chỗ inventory này nó chưa bảo là nó chưa đỏ lên thì mọi người vẫn còn mang đồ được. Còn vác thường này vác được gần 450 cân thì mình khá mới đi. Nếu mà không còn ai muốn chuẩn bị thêm gì nữa thì chuyến đi xe ngựa bắt đầu rời bến. Lọc cọc chiếc xe lầm lũi bước đi từ sáng sớm, từ khi những con gà còn đang gáy. Mọi người đi về hướng tây theo cái đường mòn mà các thương gia đã đi, nhưng mà đến khoảng tầm giữa sáng thì mọi người bắt đầu rẽ vào đường bé hơn, đi vào trong khu rừng. Khi mà mới vào đến bìa rừng thì quang cảnh cũng khá là thơ mộng. Bây giờ mặt trời đã lên đến xiên xiên, chiếu qua các cái tầng lá xuống mặt đất, khá là mát mẻ, không khí khá là mát mẻ. Cũng có tiếng chim hót véo von, và nhìn bên cạnh có những con sóc, con thỏ nhảy từ bụi này sang bụi khác. Phóng tầm mắt ra xa xa và cũng lắng tai nghe thì mọi người cũng có thể nghe thấy một số tiếng nước chảy róc rách và những con hươu đang đứng ở bên bờ suối uống nước. Trong cái thời gian mà chờ đợi nằm trên cuốn chuyến đi này thì cũng khá là không có việc gì để làm. Ông lái xe thì vẫn cứ lo cho con ngựa và ngồi phía trước, còn mọi người thì ngồi ở cái phần đằng sau. Cái xe này có mái nên là cũng tránh được kiểu nắng nôi. Mọi người có muốn làm gì không hay có muốn tán chuyện gì không? Trong cái thời gian vừa rồi thì Thiện có thấy là Corvus và có vẻ hình như là Cattail đúng không? Là chưa nói nhiều lắm. Mọi người có muốn mở chuyện không? Dạ không. Nếu mà nhân vật của mọi người không phải là người hay thích mở chuyện trước thì mọi người vẫn hoàn toàn có thể miêu tả nhân vật mình đang làm gì, như thế nào. Thì cái đây là những điều này là sẽ mang lại cái sự sống cho cái thế giới, cho cái câu chuyện mà mình kể. Raymond Grass sẽ bắt đầu vẫn sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ ấy rất cẩn trọng vì anh ta sống trong rừng rất lâu và biết rằng là rừng không phải nơi để dạo chơi. Raymond Grass có thể cho Thiện một cái perception. Là mình có perception đúng không? Đúng. Trong thời gian này thì ông lái xe bắt đầu cắt cái sự im lặng và đấy là mọi người đến đó tìm cái cây cỏ gì đó đúng không? Như là Iron Gauntlet cũng có nói qua á, cái ngôi làng này nó cũng hẻo lánh lắm mà. Năm tôi đến được có 1-2 lần á, nhưng mà chắc là đường đi nó vẫn thế thôi, không có đây đâu. Đó, chúng ta cứ đi tầm này là 2 ngày đến á. Có còn đêm ấy, trông anh Lemon Grass có vẻ là cũng biết đây biết đó đường đi trong rừng thì không lo. Tôi nhớ là lần trước tôi đi có một chỗ nghỉ chân ở giữa đường buổi đêm rồi á. Lemon Grass với cái sự nhìn ngó xung quanh của mình, perception là 9, thì cũng không thấy thêm gì đó quá nhiều, nhưng mà cũng bắt đầu thấy là xe càng đi thì rừng cũng có vẻ là rậm rạp hơn một chút. Cái Eruma trong trên cái đường đi thì chỉ có nhìn ngắm trời mây, nhưng mà vì vào trong rừng nó rậm rạp quá nên nó bị mấy cái tán cây che hết cho nên không nhìn thấy gì trên trời nữa, nên Eruma nằm ra ngủ. Việc ngủ trên một cái chuyến xe mà có vẻ như là hơi khó khăn một chút, nhưng mà tại vì là
khi mà đi xe trong cái đường mòn nhỏ bé này thì cũng có những chỗ là cái đường này không được làm sạch sẽ hoàn toàn, cũng có chỗ là có cái rễ cây nó nhô lên, hoặc là chỗ là có đất đá nên là hơi sóc một tẹm. Nhưng mà Eruma thì với sự buồn chán của mình cũng đã nằm ra một lúc chằn chọc lăn lộn một bên này bên kia, cũng có thể bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Còn Vasni và Yukio thì sao? Thực sự là không, rất ít ra khỏi thành của mình, cho nên là đối với rừng rậm thì cô ấy cũng không hiểu nhiều lắm. Thay vào đó thì cô ấy ngồi trong xe và đang thắc mắc là tại sao lần luyện tập trước ngọn giáo của mình lại thật sự không kết liễu được con bùa nhìn đó. Cô ấy đang ngồi và mài sắc lại vũ khí của mình để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Yukio thấy Lemongrass thì đang nhìn ngó xung quanh rất cẩn trọng, Eruma thì lăn ra ngủ, và Vasni đang mài lưỡi dao của mình. Yukio hiện tại đang làm gì? Yukio đang nhìn chăm chú vào việc mài vũ khí của Vasni, và đôi lúc đánh mắt qua những người khác và hy vọng rằng sẽ không ai để ý rằng mình đang nhìn và sợ cái con mắt rắn của mình. Những tiếng mài vũ khí xoẹt đều đều. Yukio thì để ý cái từ cái việc mài vũ khí này cũng có vài tia lửa tóe lên, nhưng mà có một cái gì đấy cũng enchanting khi mà nhìn thấy cái việc mà chăm sóc cho những cái đồ đạc của mình như vậy. Lemongrass vẫn để ý các cái môi trường xung quanh, có vẻ với sự trong cái sự chú ý của mình, rừng thì đi càng ngày càng sâu vào hơn. Những cái tán cây bên trên trước thì còn có ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua được, bây giờ nó đan vào nhau khá là rậm rạp, và gần như là ở trong rừng ban ngày mà ánh sáng vẫn là dim light, nghĩa là chỉ hơi tối một chút. Lemongrass cũng để ý rằng là khi mà chịu khó lắng nghe, những cái tiếng của động vật không còn nhiều như trước nữa, tiếng chim hót giờ có vẻ lặng rồi. Rồi đột nhiên Lemongrass nghe tiếng, nhìn qua một cái chỗ có một tán cây nó hở ra lên trời. Lemongrass thấy được là một đàn chim đang bay khá nhiều, bay lên từ những tán cây, bay từ phía trước, bay vượt qua cái xe, rồi nhìn lại đằng sau thấy nó vẫn bay tiếp. Thường đây là Thiện nói nhé, mỗi cái chỗ mà Thiện hơi tạm dừng lại một tí là mọi người hoàn toàn có thể chen vào để miêu tả nhân vật của mình. Thường là Thiện hay dừng như vậy cho mọi người có cơ hội để tương tác với thế giới. Nhưng mà khi mà Thiện đợi một lúc không thấy có ai nói gì thì Thiện sẽ tiếp tục miêu tả. Yukio thấy có điểm chẳng lành nên rút cây dagger ra thủ sẵn trên tay. Yukio bây giờ cũng bắt đầu là nhìn ngắm xung quanh rồi đúng không? Có thể lăn cho Thiện một cái perception. Perception thì nó ở cái khu vực ở bên dưới cái saving throw, cũng là một cái dãy có rất là một cái cột có rất nhiều là chữ, chỉ vào nó đỏ lên. Không có skill, không có ăn không hay là không có, không có được tích vào, vẫn được dùng được, chỉ là nó không cao bằng thôi, không cao bằng khi mà được tích. Với 3 là natural one cộng 2. Ngoài proficiency nghĩa là cái khả năng đặc biệt của mình đúng không? Nghĩa là mình vẫn dùng được insight, vẫn dùng cái này mà nó không. Đúng. Đúng. Thì đây là em bấm vào cái dùng cái sheet của anh Lemongrass nhá. Là mọi người đừng, không nên tự ấn vào các cái dấu tích này, tại vì đây là khi mà tạo nhân vật đã xong sẵn là chuẩn rồi, chỉ có một số cái skill là mọi người chọn proficiency được thôi. Nhưng mà khi có proficiency ấy, anh nhìn vào cái chữ deception này, và em cũng đang share màn hình nữa, mọi người có thể nhìn vào. Thế mà em ấn tích vào đây thì nó sẽ thành 2, bỏ tích nó thành 1, điểm bonus nó nhiều hơn, đơn giản là như vậy. Khi mà tích vào, nếu mà anh nhìn lên trên, cái proficiency bonus của anh nó ở trên cái saving throw là 2. Thế nên là tích vào cái nào là cái đấy được cộng 2. Về sau cái điểm proficiency bonus của các nhân vật được tăng lên nữa, lên 3, lên 4, lên 5, lên 6. Và các cái kỹ năng mà mọi người được tích vào càng ngày càng khỏe hơn người khác. Ví dụ như acrobatic này, tích vào nó từ 3 nhảy lên 5 này. Đó. Nên cái lợi ích của cái việc tích vào nó là như vậy thôi. Săn nên mới có mấy skill này. Ừ, đúng rồi. Là một người thợ săn thì có mấy cái kỹ năng này. Nature mấy cả perception thì quan sát, stealth này. Đúng rồi. Survival là kiểu như là sự hiểu ở sinh tồn, như kiểu là đúng không? Như vậy thì Yukio lăn được 3 perception, có vẻ là trong cái sự cẩn trọng của mình đang nắm chặt cái con dao, mà có một chút là không an tâm, nên là cái ánh mắt của Yukio nhìn hơi không
không quá chú tâm mà kiểu hơi thần hồn nát thần tính một tẹo. Ủa, có cái gì ở kia? À, không phải. Những cái miêu tả này của Thiện là dựa trên cái những cái số mà mọi người lăn được nhá. Thường thì khi mà chơi D&D có rất nhiều cái sự random, nó dựa vào các cái xúc sắc, sự ngẫu nhiên. Mình khi kể chuyện là mình hãy lean vào, hãy dựa vào những cái sự random đấy để tạo nên một câu chuyện hay, chứ không phải lúc nào thắng lợi hoặc là thành công cũng là hay cả. Mình mới trả lời, à, chúng nó sợ mấy thứ đang đến ấy mà. Mọi người nói gì vậy? Có gì không ổn ở phía sau đó à? Ông lái xe nói lên. À, Yukiko có trả lời gì không? À thì không, không hẳn. Tôi chỉ thấy chỗ này hơi tối tăm một chút. Đúng rồi. Anh Lemon Grass nó đúng là rừng mà. Không có gì đâu. Chắc là thực ra là từ chỗ này vào là nó tán cây nó nhiều lắm ạ. Nhưng mà đúng rồi. Không có gì. Ông hay làm bẩm gì đấy mà. Có vẻ là rậm rạp hơi nhiều hơn mình nhớ tí, chắc là năm rồi nó hơi khác. Khi mọi người bắt đầu đi tiếp. Nói đi. Mặc dù khu rừng ngày càng tối tăm và rậm rạp hơn, nhưng mà mấy bác lại cảm thấy một cái vị sự quen thuộc và yên bình trong cơ thể. Với là một người con của rừng rú, Lemongrass cảm thấy đã quay lại cái môi trường của chính mình. Nhưng cái sự yên bình này không kéo dài quá lâu. Khi mà đột nhiên mọi người hạ xe, ngựa bắt đầu hí lên. Và mọi người nhìn thấy từ phía trước tán cây, ở các bụi cây dưới đất xào xạc, lao xào. Rồi hai cái bóng từ cái bụi cây ở phía bên phải. Trên cái map thì tạm thời là coi như mọi người đang ở trên đường này, và rừng cây thì rậm rạp hơn trên cái ảnh một tí. Ở cái bụi cây tầm phía bên phải này có hai cái bóng nhảy ra, lao rất nhanh về phía xe của mọi người. Cái bóng có vẻ là một động vật gì đấy bốn chân lao nhanh. Người có phản ứng gì không? Lemongrass có dùng nature để kiểm tra xem động vật gì đúng không? Trong lúc này là khá nhanh, anh có thể nhìn với disadvantage. Disadvantage là lăn 2 lần và lấy cái thấp hơn. Thường là roll 20 nó lăn sẵn cho mình 2 lần rồi, nhưng mà mình thường lấy là cái bên trái, tại vì mình chỉ cần 1 thôi. Nhưng mà khi disadvantage mình lấy cái thấp hơn. Một lần nữa nhé. À không, thì không, tại vì là roll 20 nó cho mình sẵn lăn 2 cái rồi, một cái bên trái, một cái bên phải. Bình thường là mình lấy cái bên trái, tại vì là mình chỉ cần 1 thôi. Nhưng mà khi mà cần cái thấp hơn thì mình lấy cái thấp hơn. Advantage khi lợi thế thì mình sẽ lấy cái cao hơn. Còn disadvantage lợi thế, bất lợi thế là mình sẽ lấy cái thấp hơn. Với cái nature được 9, có ai phản ứng gì nữa không? Trong khi Lemongrass đang cố nhìn kỹ hơn xem đây là dạng động vật gì. Vesna bỏ đá mài trên tay xuống, thay vì ngồi trong xe thì cô ấy tiến ra phía trước và ngồi song song với người đang lái xe của mình, phòng hờ cho chuyện gì có thể xảy ra. Ông này trông có vẻ đang giật mình hoảng hốt. Lemongrass, khi mà hai con động vật này chạy đến gần hơn thì anh nhận ra rằng đây là hai con nai. Chúng nó lao đến, nhưng có vẻ chạy rất nhanh. Mà lao gần đến xe rồi, mỗi con nó lao sang một bên, một con lao sang trái, một con lao sang phải, xong tiếp tục chạy qua xe của mọi người. Rồi ba con nai nữa cũng nhảy ra từ cái chỗ bụi rậm ở phần này và cũng lại chạy rất nhanh về hướng này. Nai hết cả hồn. Mọi người sau đây có vấn đề gì không? Aroma thấy mấy con nai nó chạy ra theo một hướng thì có thể ở phía trước sẽ có cái gì đấy nguy hiểm, như là động vật ăn thịt hay cái gì đấy, nên báo cho mọi người biết là chắc là trước sẽ có động vật nguy hiểm hơn mấy con nai này. Mình gắt rất đồng ý với Duy, cô bắt đầu xuống xe và chuẩn bị tư thế. đi đâu vậy? Aroma nghĩ là có nguy hiểm thì mình đi đâu á? Cứ ngồi xe thôi chứ. Ông lái xe ấp úng. Lemongrass khi mà xuống rồi và quan sát kỹ cái bụi cây ở phía bên phải này thì thấy có vẻ như rằng cái chỗ mà những con nai này vừa nhảy ra đã tạo nên một cái phần hơi trống ở cái bụi cây. Cái cỏ cây đã bị giạt sang một bên khi mà những con nai để chạy đến. Lemongrass nhìn vào thấy có vẻ là có một cái đường rất là nhỏ dẫn vào phía hướng này. Đây là đường chính mọi người đi nhé, nó sẽ cong như thế này. Có một cái đường nhỏ hơn ở phía này, có vẻ như là không có quá nhiều
người đi lại đường bé hơn xe rất nhiều, mà chỉ có kiểu như là các cái con động vật đi thì nó có tạo thành một cái đường hơi hẹp một tí. Dù trong thâm tâm rất muốn đi khám phá nhưng Uyên Bát cố kìm lại và trèo lên xe và tiếp tục cuộc hành trình vì có nhiệm vụ phía trước. Rồi, thì mình đi tiếp nha, kệ nó nha. À, ông tốt nhất là đi nhanh lên một chút. Không phải nói. Đi. Mọi người tiếp tục trên đường của mình. Khi mà tiếp tục đi thì sau khi cái sự disturbance, cái sự đột ngột vừa rồi, người cũng không thấy có những biến đổi gì khác nữa. Nhưng mà không gian thì vẫn khá là tĩnh lặng, chỉ có những tiếng gió thổi xào xạc tán lá đung đưa. Mọi người đi một chút nữa thì cũng có những chỗ mà tán cây nó mở ra một chút và lại thấy ánh sáng mặt trời, và mãi cũng không thấy có vấn đề gì xảy ra nữa. Khi mà đi đến khi trời bắt đầu tối tối rồi, nhìn qua cái tán cây cũng không rõ nữa rồi, có vẻ là đã tầm đến chiều muộn. Thì ông lái xe bảo, có vẻ là chúng ta đi cũng khá đúng lộ trình. Tôi nhớ là đúng rồi, có cái cây to này ở chỗ này, xong nó chia làm ba, đúng chỗ này rồi. Chúng ta sắp đến chỗ nghỉ chân rồi á. Nó là kiểu một cái chỗ thảm cỏ cũng rộng, nhưng mà xung quanh là được bao bởi mấy cái cây khác, nên là nghỉ lại cũng ổn á. Thấy chỗ đó đó, chỗ đó đó. Thì chắc là trời tối rồi, mình cũng dừng ngựa ở đây, tôi cho ngựa ăn tí xong mình cắm trại nhá. Phải đi ban đêm, để một là không có lửa, nó cũng lạnh lắm, với cả tôi cũng ngựa nó cũng hơi sợ ấy. Yukio trấn an ông bác tài, bởi vì Yukio là đồng bằng. Cảm ơn anh bạn. Không sao, tôi cũng quen đó. Ông nói giọng vẫn hơi run. Nhưng mà không sao, nếu mà mọi người có thể giúp tôi tìm một ít củi để chúng ta làm một ít lửa trại cho buổi đêm thì cũng giúp đỡ lạnh đó. Lemongrass có kỹ năng survive để đấy không? Có, Lemongrass có thể kiếm củi. Có ai muốn đi kiếm củi nữa không? Hay ai muốn chuẩn bị gì trước khi mà nghỉ lại ở giữa rừng buổi đêm không? Eruma sẽ xem xét xung quanh đây xem có dấu hiệu gì đáng nghi của việc có mối nguy hiểm nào không. Ví dụ như là vài khúc xương của động vật hay gì đó. Vậy thì có thể lăn, Eruma có thể lăn một cái perception hoặc cũng là survival cũng được, tùy. Vasni và Yukio. Ni ở lại giúp Eruma kiểm tra xung quanh, bởi vì là cô ấy vẫn không an tâm lắm với cái chuyện là hồi nãy có một chút hỗn loạn như vậy, cho nên là cô ấy nghĩ là cẩn thận sẽ tốt hơn. Vậy Vasni cũng có thể chọn giữa perception hoặc survival để lăn. Yukio quyết định sẽ đi theo mọi người để rà soát xung quanh. Ok. Đi theo ai? Mọi người đi một hướng đấy. Lemongrass một hướng, Eruma và Vasni một hướng. Vậy Yukio sẽ đi theo Lemongrass. Ok, cũng survival. Lemongrass đang đi tìm củi cho nhóm lửa trại. Với Vasni và Eruma 18 và 10. Mọi người thấy ở xung quanh không có xác động vật. Có vẻ khu vực này thì Eruma có thể không với ý kiến thức của mình thì thường là động vật nó sẽ động vật mà bầy đàn hoặc động vật mà có cái lãnh thổ, vùng lãnh thổ của nó, hay đánh dấu cái lãnh thổ của chúng bằng nước tiểu. Mà Eruma thì không ngửi được những cái mùi đặc trưng này, nên là có vẻ cái vùng này là không thuộc lãnh thổ của bọn nào cả. Vasni với 18 thì có vẻ hơi tinh mắt hơn một tẹo. Có vẻ như là những cái vụn cái cây ở quanh cái chỗ nghỉ chân này nó rậm rạp hơn, nên là có thể là chúng sẽ làm cho động vật ít rảo chân đến. Cái khu vực mà quanh chỗ mọi người nghỉ lại có cây cũng bao khá nhiều, nên là có thể là một cái khu vực kín lại. Nếu mà mọi người muốn chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, luôn có thể đặt cái bẫy hoặc là đặt kiểu báo động cái chuông ở đâu đấy. Thế thì cái đấy thì Eruma và Vasni có thể nghĩ thêm. Nhưng mà hiện tại là Lemongrass và Yukio với việc tìm củi của mình
10 survival và Yukio lăn được bao nhiêu ấy nhỉ? Lăn survival phải không anh? Đúng rồi. 17. Cả Lemongrass và Yukio tìm được khá khá củi để mang về cho mọi người. Mọi người cũng biết là những cái củi nào mà nó khô hơn thì có thể dễ bắt lửa hơn, chứ không chọn những cái củi mà ẩm ướt. Với sự giúp đỡ chung tay của mọi người thì và cả ông đánh xe, ông đã tìm được một ít đồ ăn cho ngựa. Mọi người cũng bắt đầu lấy lương thực của mình ra để nướng mà ăn. Vasni và Eruma có sáng kiến gì cho việc là bảo vệ cái chỗ nghỉ ngơi của mọi người thêm an toàn không? Eruma sẽ chăng mấy cái dây dính chuông quanh gần gốc mấy cái cây. Nếu mà có một con thú bốn chân nào đó bò qua thì nó sẽ kêu. Thế nào, cái đấy thì ok. Vasni có muốn giúp không? Gì không? Hoặc là làm cùng hoặc làm cái khác? Vasni lại có một cái suy nghĩ khác, nghĩa là cô ấy thấy những cái dây đấy nó khá là dễ tạo ra những cái tín hiệu giả, bởi vì những con thú bốn chân chưa chắc là thú đã có hại cho mình, mà chúng ta thì không thể cứ tiếp tục thức dậy giữa đêm để canh chừng như thế. Cô ấy nghĩ tới việc là cử một người, giữa chúng ta cử một người ra thay phiên trực thì nó sẽ hiệu quả hơn. Okay. Trong bình gác này, trong túi đồ gom gáp có một cái hunting trap để anh quyết định đi đặt cái hunting trap ấy. Cái bẫy thú thì anh quyết định sẽ đi đặt cái bẫy thú ấy để kiếm thêm thức ăn. Ok, kiếm thêm được. Ok, Lemongrass định đặt xa cái chỗ nghỉ trại của mình khoảng bao xa? Khoảng nói chung là kiểu nói thì trong lúc đi kiếm củi anh đã kiếm để nhìn đến một chỗ đặt bẫy khá là đẹp. Cách khoảng 6-7-80 feet cách cái trại. Ok. Cần roi không? Đấy thôi. Không, không cần lăn gì cả. Đặt cái trap thì làm một người thợ săn cũng lành nghề. Lemongrass đã đặt được cái bẫy của mình ở một vị trí khá là tốt, ít người nhìn thấy. Còn Eruma muốn thế có nghe sau khi nghe Vasni nói có muốn tiếp tục đặt chuông không? Hay là có muốn trả lời gì không? Eruma thì sẽ vẫn lén đi đặt vài cái chuông để bản thân ít sợ hãi đi. Nhưng mà không cho Vasni biết. Cái bẫy này mình là bẫy nhỏ đấy nhá. Bẫy thú nhỏ bẫy, đấy. Bẫy kêu tiếng. Ok ok, còn Lemongrass thì ok. Lemongrass này, nhưng mà bẫy là bẫy nhỏ và bẫy to nhá. Thú nhỏ nhỏ. Bẫy nhỏ như kiểu thỏ, sóc gì đấy đúng không? Thỏ, cái thứ. Ok. Ok, không nên. Eruma vậy thì lăn cho thiện một cái slide of hand để có thể là đặt những cái bẫy này, đặt những cái chỗ dây chuông này ổn mà những người khác có thể là kể cả người trong team Vesny hoặc là cả những người con thú khác khó nhìn thấy. sau khi ngồi khoảng 20 phút thì Eruma cũng buộc được mấy cái bẫy, được mấy cái chuông, nhưng mà trông vẫn hơi lo một tí. nhưng mà trong cái việc này, riêng cái việc này thôi thì cũng làm Eruma cảm thấy một phần nào yên tâm hơn rồi. Chắc là con thú thì nó cũng không khôn đến thế đâu. Cái chỗ này là cũng ổn ổn rồi, đủ tầm để mình nghe thấy lúc mà ngủ, không xa quá không nghe thấy gì. Vasni cũng thấy Eruma lôi húi có một lúc là lôi húi gì đấy. Ê, có muốn bảo gì không, và hay là mọi người khác có ý kiến gì về việc là có một người ngồi trực không? Cô ấy đương nhiên là thấy những cái bẫy đấy, nhưng mà cô ấy nghĩ là tối nay cô ấy vẫn sẽ ngồi trực để cho an toàn hơn. Tại vì đơn giản là những cái bẫy đấy khi mà nó báo động thì cũng có thể đã quá muộn rồi. Ok, vậy thì cái việc mà ngồi trực cả đêm thì sẽ rất là mệt. Nó cũng ảnh hưởng đến cơ chế trong game luôn. Mọi người sẽ bị, ngày hôm sau sẽ bị mệt và nó sẽ có cơ chế riêng của nó. Nhưng giúp thì anh... Ok, nói mình khác muốn giúp Vasily đúng không? Chia 2k. Được, nhưng mà mọi người biết là nếu mà tất cả mà chia 4k ra thì sẽ đỡ mệt nhất. Mỗi người đều có đủ kiểu như là 8 tiếng thì mỗi người 2 tiếng, vẫn còn 6 tiếng để ngủ, kiểu vậy. Thì vẫn là ngủ đủ buổi tối. Nếu mọi người muốn chia ca như vậy thì có thể là tự chọn là K1, K2, K3, K4 hoặc là quản tù tỷ. Ông lão lái xe thì xin phép là lăn ra ngày o để ông có sức đi khiển ngựa hôm sau. Eruma thì xung phong canh ca đầu, tại vì cái đó là trời chưa tối hẳn nên sẽ hy vọng sẽ gặp, nếu mà có thú thì sẽ có thú dữ thì sẽ không gặp anh bạn à.
Anh biết anh chạy xem muốn ngủ đủ giấc thôi. Yukio ca giữa đêm cho ca ba. Còn ai muốn thức sớm thì có thể canh ca cuối. Lấy ca thứ hai. Vậy chắc Yukio là ca cuối. Đúng rồi. Eruma ca 1, Lemongrass ca 2, Vasni ca 3 và Yukio ca 4. Ok, tất cả mọi người hãy lăn một cái perception. Ai mà không có dark vision, không có nhìn được trong bóng đêm thì lăn với disadvantage. Lemongrass là gì nhỉ? Human đúng không? Human không có dark vision, lăn với disadvantage. Tộc nửa rồng cũng không có dark vision, lăn với disadvantage. Em Eruma lấy cái nào nữa lấy. Ok, yeah, yeah. Tiefling Eruma có dark vision lan bình thường. Đúng rồi, em vừa là ca đầu nói trước đi. Hai, đợi đi. 1, 2, 3, 4. Rồi, tớ thiện. Ok. Còn thiếu ai nhỉ? Vasni đúng không? À, Vasni rồi. Sorry, còn thiếu ai nhỉ? Yukio. Là Yukio. Lan perception. Vì là không có nhìn trong bóng đêm nên là disadvantage là lan có ra hai số lấy số thấp hơn. Eruma khi mà trực ca đầu tiên thì vì cũng đã ngủ được một lúc trên xe rồi nên là bạn khá tỉnh táo, chưa buồn ngủ hẳn nên ca trực đầu tiên cũng ra là không quá khó, tại vì trực xong là có thể ngủ một mạch đến sáng. Eruma nhìn ngó xung quanh, trời lúc này thì tối mịt rồi, chỉ có một vài ánh lửa leo lét từ cái chỗ mọi người đang ngủ mà cũng kiểu che lại một chút rồi. Thì Eruma phóng tầm mắt ra xa, cố gắng nhìn trong bóng đêm. Vẫn là những tiếng gió xào xạc. Nhưng mà trong cả ca trực có vẻ không có gì tiến đến. Gần đến cuối ca, Eruma bắt đầu buồn ngủ dần. Đến lúc để gọi Lemongrass dậy rồi. Lemongrass là tuy anh không có dark vision nhưng là do là người con của rừng mà sống trong rừng rất lâu, anh có thể cảm nhận được khí xung quanh. Rồi xem tả xung quanh xem nào. Lemongrass tuy anh không nhìn thấy gì nhưng anh có cảm nhận được. Đúng rồi. Nếu mà dùng cái thính giác của mình nghe ngóng. Và lúc trước là đi xung quanh nhặt củi cũng đã nhìn địa hình rõ ràng hết rồi, biết là chỗ nào nếu mà kẻ địch đến thì có thể dễ xuất hiện nhất. Tập trung nghe ngóng những hướng đấy thôi. Giống như là cái môi trường của mình, Lemongrass cảm nhận như là ngôi rừng đang hít thở nói chuyện cùng mình vậy. Có tiếng động nhỏ nhưng mà cũng có vẻ là tiếng xào xạc của gió. Không có một ánh sáng nào hiện xung quanh. Rồi đột nhiên trong cái sự nghe ngóng của mình, Lemongrass nghe tiếng một cái tiếng phát ra từ cái hướng mà Lemongrass đặt bẫy. Định là cầm một cái thanh củi châm lửa để đi xem kiểm tra xem thế nào. Trong bước đi cẩn thận trong đêm, vẫn cảm nhận và vẫn nhớ những cái địa hình xung quanh. Lemongrass expertly là bước xong rồi. Khi mà đến chỗ có cái bẫy đấy, với Lemongrass nhìn cái bẫy đóng rồi nhưng bên trong không có con thú nào cả. Đổi lại có một ít vải. Khi mà Lemongrass nhìn xung quanh có một ít máu ở chỗ cái bẫy nó cạp vào, có máu và vải. Tôi có thể nhặt lên dùng invitation đúng không? Nhặt tấm vải lên để invitation đúng không? Không nhất thiết phải investigation. Khi mà Lemongrass nhặt lên, ý là tấm vải này có một kiểu màu nâu và trên đấy có máu. Và trên các cái chỗ các cái răng của cái bẫy này cả vào cũng có cái dấu hiệu được bẻ ra. Cái vết máu trên mặt đất nó dẫn đi vào một hướng vào sâu hơn trong rừng. Nên mình đã quyết định là nhặt cái bẫy và quay lại trại thì cảm giác hơi nguy hiểm hơn nếu theo dấu vết máu lúc bây giờ. Anh sẽ bàn với chuyện này với Basili sau. Ok. Và khi mà Lemongrass quay lại bắt đầu cảnh giác hơn mà có vẻ là không còn tiếng động nào trong đêm nữa. Đồng hồ thì có khoảng là đến hơn 2 giờ sáng rồi. Đấy, đồng hồ sinh học của Lemongrass cũng tự báo cho bản thân với nhiều lần thức đêm trong rừng. Cũng đến lúc để gọi Vasni dậy trực ca 3. Mình đã ném thêm vài thanh củi và đống lửa, bắt đầu bước đến chỗ Vasili mà lay củi dậy. Vasili, đúng rồi. Vasili thực ra đã dậy từ rất là từ trước đó rồi. Nhờ vào việc gác đêm từ lúc trước, nhờ vào
việc thức đêm rất nhiều lần từ trước thì cô ấy không quá mệt mỏi. Thay vào đó cô ấy lo lắng vì ban nãy khi cô ấy thức dậy thì đã không thấy đồng đội của mình đâu. Cho nên cô ấy thật sự rất muốn hỏi là chuyện gì đã xảy ra. Nhưng thay cô ấy nghĩ là mình có thể để chuyện đó cho sáng ngày mai thay vì là làm phiền người khác vào lúc này và để cho họ nghỉ ngơi. Cho nên là mang theo vũ khí của mình. Đợi một chút, chúng ta quay lại ở cái đoạn mà Vasily thức dậy không thấy Lemongrass nhé. Vasily thức dậy, nhìn quanh, không thấy Lemongrass. Và lúc Lemongrass từ cái cầm cái bẫy của mình đi quay về trại, thấy lửa vẫn tí tách, nhìn quanh, định gọi Vasily dậy, không thấy ai cả. Giật mình, Lemongrass ngó xung quanh, cũng thấy không thấy cái túi ngủ ở chỗ Eruma và Yukio đang nằm. Có vẻ như là bắt đầu có một chút lo lắng vào trong tâm trí của Lemongrass. Anh nhìn tìm đến chỗ mà chỗ bác tại xà phu xe và con ngựa của bác cùng cái xe thì không thấy bác phu xe đâu, nhưng mà con ngựa và cái xe thì vẫn ở đấy. Ngựa thì vẫn đang đứng cạnh cái cây, rúc đầu vào cổ nó, vào thân nó để ngủ. Rồi tự nhiên có một cái ánh sáng le lói gì đấy phát ra từ phía sau lưng của Lemongrass. Đấy, kiểu như lóe lên một cái rồi phụt tắt đi. Lemongrass khi nhìn lại sau lưng thấy là có một cái ánh sáng gì đấy sáng, nó lại lóe lên lần nữa. Có phải ánh sáng này lóe lên ngày một nhiều và kiểu như là sau những cái tán cây rậm rạp nó sáng bừng lên, một phần của cánh rừng sáng bừng lên và cái phần này nó lan ra rộng hơn hai bên, rồi Lemongrass nhìn hai bên cũng có điểm sáng và cuối cùng là toàn bộ xung quanh sáng chói lên một màu sáng hơi ngả đỏ. Cái này có thể dùng ấy không nhỉ? Từ từ dùng exception không? Khi mà Lemongrass cố gắng nhìn kỹ hơn vào những vầng sáng này thì đột nhiên tất cả cái vầng sáng như là theo một cái đường biến mất ở chỗ này, xong rồi dần dần cùng biến mất ở các cái phía còn lại, trở lại tối đen như mực. Khi mà bạn nhắm mắt lại, kiểu mở mắt ra để mắt lại quay quen trở lại với cái sự tối ta, thì nhìn thấy mình vẫn đang cầm cái bẫy và đang đi chuẩn bị về cái chỗ lửa trại, cái chỗ lửa trại tí tách, và vẫn có mọi người đang ngủ. Vasily thì đang ngồi dậy rồi và đang đi xung quanh kiếm anh. Rồi đến về đoạn đang vẫn là Vasily. Đây là cái đoạn mà Lemongrass về gọi Vasily nhưng mà Vasily tỉnh dậy sẵn rồi không thấy. Sorry, cái đoạn này tua lại một tí. Rồi Grass đi đến chỗ Vasily và bắt đầu nói lại chuyện mình gặp trong rừng, nhưng không kể về cái giấc mơ, nói về việc mình tìm thấy mảnh vải, đưa mảnh vải cho Vasily và nói về mình tìm thấy dấu vết máu trong rừng. Rồi Vasily đâu? Rồi Discord của em mới sập. Lemongrass mới quay lại, Vasily lúc nãy dậy không thấy. Và Lemongrass miêu tả về cái việc thấy máu ở trong bẫy mình và cái mảnh vải, đưa mảnh vải cho Vasily. Nhưng mà anh ta vẫn giữ vì bất kỳ cái vision anh ta nhìn thấy. Chuyện này thỉnh thoảng xảy ra vài lần nên anh ta không quá để ý với nó. Vasily có phản ứng gì không? Hay nói gì không? Hay là tiếp tục cái canh gác của mình? Thay vì hỏi thì Vasily bảo Lemongrass nghỉ sớm. Và cái chuyện hỏi đó sẽ để dành cho sáng mai khi mà mọi người đã nghỉ ngơi đầy đủ rồi. Khi mà nằm xuống và cố gắng để ngủ lại, cũng lăn bên này lăn bên kia một lúc, Lemongrass vẫn nghĩ về những cái việc mình vừa thấy với cái vết máu và cái ánh sáng lạ lùng đó. Rồi Lemongrass cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng mà không phải trước khi đến nghe những cái âm thanh từ đâu văng vẳng là cứu chúng tôi. Vasily trong cái ca trực của mình cũng có một chút bất an và có một chút là bồn chồn, cảnh giác hơn sau khi mà Lemongrass nói về vụ việc là có vết máu, có vải, có ai đó. Nên cũng với cái sự quan sát của mình và cũng vảnh tai lên nghe. Tầm đến giữa cái ca trực thì nghe tiếng xòa sột soạt nhỏ nhỏ và tiếng từ phía bắc, tiếng gì đấy. Vasily nghĩ có thể đó là cái bẫy của Aruma hoạt động. Cô ấy nghĩ là cô ấy đang suy nghĩ là cô ấy có nên thực sự đi kiểm tra không? Vì nếu mình rời khỏi chỗ canh gác thì sẽ có một vài chuyện
xảy ra mà cô ấy không thể trở tay kịp. Nhưng rồi cô ấy cũng vác theo vũ khí và đi về phía Bắc để kiểm tra thử. Khi cô ấy nghĩ đốm lửa hiện tại còn đang lớn thì không có gì có thể tấn công họ vào lúc này được nữa. Khi mà Vasni bắt đầu dạo bước về cái vị trí mà có tiếng chuông, thì bắt đầu nghe những cái tiếng động mà loạt xoạt, nghe ngày một rõ hơn và có vẻ như là nghe thấy tiếng nói. Vasni nói những ngôn ngữ nào, biết được những ngôn ngữ nào? Có thể kéo xuống ở phía góc dưới bên trái, nó sẽ hiện language. Bên trái được deep speak với lại orc với common. Vasni nghe, Vasni nghe được cái tiếng orc. Rồi gọi em chỉ lỗi gì, nghe gì? Mày ngốc vai rồi, bước nghe rồi. Tự nhiên có cái chỗ đấy nó Vasni phản ứng gì không? Cái đoạn vừa rồi là Thiện cố tình nói kiểu nhấm nhẳng, và đấy là những gì mà Vasni có thể nghe được trong cái màn đêm này, kiểu như là có những tiếng thì thầm gì đấy. Vasni có tiếp tục tiến lại không? Làm gì? Cô ấy tiến lại gần thêm một chút nhưng gọi lại chần chừ là không biết mình có nên đi tiếp hay không. Bởi vì nếu là con người thì phần, nếu là con người hoặc các sinh vật có khả năng hiểu biết khác thì phần nào họ cũng không nằm trong cái vùng nguy hiểm lắm, họ cũng sẽ không gây hại và cô cũng có thể đối phó với họ được. Cho nên cô quyết định là sẽ đứng đó đợi thêm một chút nữa, nếu không có gì thì cô sẽ quay về. Sau khi mà đứng đợi thêm một chút nữa thì Vasni lại nghe thấy những tiếng lột xoạt kiểu trong cái tán cây, các bụi cây dưới đất rõ hơn, và một lúc sau thấy có một hai cái bóng nhấp nhỏm sau bụi cây. Vasni có làm gì lúc này không? Cô ấy không biết là họ đã nhìn thấy cô ấy chưa, nhưng cô ấy sẽ quay về để gọi mọi người, vì cô ấy không biết là mình có thể làm chặn được nhiều người như vậy không. Là cô ấy nghĩ là cô ấy sẽ kiếm đến Lemongrass. Ok. Vì có thể là cái chuyện này anh ta cũng sẽ biết thứ gì đó. Khi mà Vasni quay lưng lại, dạo bước đi, tiếng cái dây cung rất ngọt vang lên giữa màn đêm. 12 có trúng AC của Vasni không? Chưa trúng. Một mũi tên sượt qua cái phần giáp vai của Vasni. Chinh. Và nghe tiếng đằng sau. Mày ngô vai à? Mày thấy bắt con trông à? Rồi. Xong lên. Và với vậy như vậy, chúng ta sẽ chuyển sang cái map khác. Vasni thấy từ phía bắc có trong cái bụi cây thì đã thấy rõ hơn rồi. Có hai cái bóng nhìn rõ hơn. Đã bước ra khỏi bụi cây. Một cái bóng là một con goblin và cái bóng kia là một con orc. Con goblin thì đang tay cầm một cái cung ngắn, còn con orc tay đang cầm một cái rìu bự. Và với như vậy chúng ta lăn initiative. Đang ngủ thì có lăn không anh? Đang ngủ chưa dậy rồi. Đang ngủ chưa dậy, nhưng mà cứ lăn đi, nếu mà có dậy thì sẽ vào sau. Phải lăn ý định cho nó dậy đi. Cho đến lượt của Vasni và Vasni hô lên thì mọi người mới dậy. Okay. Eruma là được bao nhiêu ấy nhỉ? 16, rồi làm lại được. Kyo được 7, rồi cho vào chưa? Và Vasni là được 8, rồi. Không nghe. Từ hai thanh niên này đã nhỉ? 1, 2, solo initiative. Từ hỏi ngoài một tí nhé, từ lúc Vasni đi thì đấy là từ lúc chuyển ca cho Demon khác, thì lúc Vasni đi đến đây là khoảng bao nhiêu thời gian? Cho nói chung là khoảng cũng vào lâu lâu rồi. Tiếc. Demon khác bắt đầu chìm, bạn vẫn đang chìm trong giấc ngủ, mặc dù anh ta ngủ khá là nhẹ nhưng mà anh ta cũng không biết được Vasni đã đi. Thế nào nhỉ? Đây, mọi người đều có thể lăn một lần perception disadvantage để xem có nghe được cái tiếng chuông mà Eruma vừa nãy đặt không. Okay. Trong giấc ngủ của mình. 15 thì được nhá. 9 và 9 thì không. Okay. Vậy là Yukio cũng vừa mới tỉnh dậy, đang nghe có chuyện gì, đang nghe ngóng xem có chuyện gì xảy ra, thì thấy Vasni nhìn xa xa cái bóng Vasni có bị một cái tên bắn vào và cũng đang quay lại. Từ trên xuống này. Vasni, trong lúc mà vừa bị tên bắn xong này, quay ra. Từ từ. Ở đây, sorry. Thấy là từ phía bụi cây phía tây có một cái sinh vật gì đấy lao ra hướng đến phía mình.
con sói lao đến phía Vasni, từ bụi cây lao ra. À, khi vừa mới lao đến Vasni, nó mở mõm ra, cố gắng ngoạm vào chân của Vasni. Lan, không lan được public nhỉ? Thôi rồi. Đây là tiệm đang không lăn được. Public whisper talk or hunted, never whisper. Để xem. 15 có trúng, dạ, không trúng đúng không? À, con sói lao đến. Nhưng mà chỉ cạp đúng cái phần giáp chân của Vasni, chứ không vào trong đến người. À, nghe, Vasni lại nghe tiếp từ trong cái bụi cây ở phía tây bắc. À, một cái tiếng hét đúng không? Bọn mày đâu xông tới, đừng để nó khỏi bọn kia rồi. Nhưng mà từ hướng đấy thì vẫn chưa thấy ai xông ra. Phía đằng sau này lại có một con goblin khác đang lấp ló trong bụi cây ở tầm chỗ này. Bắn một cái mũi tên tới. 22 trúng 6 đam cho Vasni. Dậy đi. Eruma vừa nãy perception có dậy được không nhỉ? Eruma không. 9 không. Rồi. Mình vẫn đang ngủ. Một lại một con khác đang từ bụi này xong nó chuyển sang phía oh my god. Từ từ. Này nó bé đến này thôi. Nó chuyển sang bụi bên này và trong quá trình nó chạy qua cái đường này cũng lại một phát công tên vào Vasni. Nó đang quyết tâm hạ gục Vasni trước khi gọi được bạn bè dậy. 6 trượt. Lemongrass đang ngủ, chưa được gọi. Một con sói khác lao ra cắn Vasni. Nó có pack tactic khi mà hai con sói ở cạnh một cái đồng bọn khác của nó thì cắn được advantage. Nó cắn chính xác hơn. 21 trúng và Vasni ăn 8 đam. Vừa nãy là 6 đam, xong rồi thế bây giờ thêm 8 đam. Tự trừ máu mình nhé. Và Vasni cần phải lăn cho anh một cái là strength saving throw. Cái con sói khi mà cắn vào chân rồi nó cố giằng và nó quật Vasni lăn xuống đất. Strength saving throw, trừ thêm một lần 8 đam nữa nhé. Strength với cái sự vững chãi của mình với thân hình lực lượng, Vasni giằng lại và rút chân khỏi miệng con sói. Đến turn của Vasni, UAM đánh con sói nào, trên hay dưới? Đánh con dưới. Ok. Giơ búa lên. Người con sói nó võng xuống. Nhưng mà vẫn chưa đủ để nó chết. Nó vẫn đang kiểu người nó hơi có rúm lại, nhưng mà vẫn còn đứng. Nếu mà Vasni di chuyển ra khỏi khu vực cận chiến của con sói bên này thì sẽ bị con sói bên trên có thể dùng phản ứng để đánh một phát. Vasni có muốn di chuyển như vậy không? Hay vẫn đứng nguyên từ nãy ở đây? Được, đứng ở đó đi. Ok. Con sói này mất 8 máu rồi. Vasni có gọi đồng bọn dậy không? Có. Sau khi đánh con sói xong thì Vasni cố hét gọi mọi người dậy, bởi vì cô ấy không biết là mình còn bao nhiêu kẻ địch nữa phải đối phó. Nhưng cô ấy không nghĩ là mình sẽ chống cự được lâu. Rồi. Yukio đã dậy từ lúc nãy, thấy Vasni bị mấy mũi tên bắn đến và mấy con sói lao đến đớp. Yukio hét lên bảo Vasni đứng im và bắn Eldritch Blast. Bắn vào con nào? Bắn vào con sói ở dưới. Bắn ok. Sói ở dưới. Con sói mà vừa bị đánh. Bắn đi. Bắn vào chữ Eldritch Blast. Ui giời, nát 20. Critical hit. Critical là sẽ lăn được 2 lần số xúc sắc. Bây giờ chữ ấn vào chữ Eldritch Blast ở trong chat đi, nó sẽ tự lăn đam cho mình. Ừ, thì anh xem setup cái tờ thông số của Yukio thế nào. Nó không tự lăn đam nhỉ. Rồi, để nó tự lăn đam đi. Ok. 16 đam. Yukio hãy miêu tả cái đòn critical hit này của mình bằng Eldritch Blast bắn tia như nào vào con sói này. Yukio mới kịp tỉnh dậy, ngồi một chân và quỳ một chân, và Yukio vươn tay ra bắn. Dù rất là tối nhưng mà cái ánh sáng từ lửa trại, Yukio có thể thấy được rằng rõ mồn một cái mặt của con sói gần nhất. Và quyết định bắn vào con sói đó. Okay. Một chùm tia phát ra bắn thẳng vào con sói đó. Một cái chùm tia màu leo lét tím bạn phóng ra từ phía tay của Yukio và bay vào người con sói. Vasni ngửi thấy mùi khét khi mà lông của con sói cháy rụi và người nó bị mất một màng, nó ngã xuống đất. Yukio có muốn di chuyển đi đâu không? Sau đó Yukio di chuyển đến di chuyển vào di chuyển vào chỗ này. Không gọi hay dậy à? Không gọi rồi, gọi rồi. Vasni gọi tất cả mọi người dậy rồi. Lúc mà gọi thì mình có được roll lại cái perception để dậy không? Không cần thiết. Vasni gọi là ở ngay gần nên là mọi người cũng có thể dậy. Yukio sẽ đi vào giữa đại hình
Và cái tiếng hét hồi nãy của Yukio chắc cũng đủ để đánh thức mọi người lần thứ hai rồi. Kết thúc được. Đến con orc này. Vasni nghe thấy bọn nó nói chuyện với nhau bằng tiếng orc hả? Ôi! Nó kìm gọi rồi kìa! Xử lý cái đứa nào còn đang nằm nhanh lên! Con orc này lập tức chạy vào cạnh Lemongrass. Lemongrass dậy rồi nhưng vẫn đang nằm dưới đất, nên là con orc đánh được với advantage, có lợi thế khi đánh. Nó lấy cái rìu của mình và chém xuống vào đất. 21 thì trúng và 13 đam. Nói bước chân của nó tiến đến. Lemongrass vừa dậy đang lồm cồm bò dậy. Con orc nó má cái gì đây trời ơi. Con goblin dưới này thì tiếp tục bắn Vas này. Một phát trượt. Đây là bao nhiêu đam? Vừa rồi con orc nó đánh là 13 đam. Nó cầm rìu nó chặt xuống. Con sói cắn con này nó bị không hiện ra. Nhưng mà trượt. Lại nghe thấy tiếng của the thé ở đâu đấy, ở phía tây bắc. Ông ơi, sống lên một mày, sống lên. Ông ơi, anh sắp chết rồi kìa. Giỏi. Tiến thì thấy nhá, đội hình. Vẫn nghe tiếng nhưng mà không thấy ai nói cả. Con goblin ở đây, ở bên dưới này thì tiếp tục là bắn Vasney thôi. Đang tập trung. Eruma đã tỉnh dậy nhưng vẫn còn đang nằm. Khi mà đứng dậy từ phía khi mà đang nằm thì sẽ mất nửa tốc chạy của mình. Khi đứng dậy rồi thì chỉ còn di chuyển được 15 feet thôi. Eruma sẽ sử dụng cái năng healing word cho Vasney. Ok. Để hồi máu cho Vasney. Đây là dùng hành động nhanh, bonus action. Dùng đi. Eruma sẽ vẫn còn hành động. Bấm vào chữ healing word. Nó sẽ tự lăn máu cho. Nó sẽ... Nó là cast at one level. À, có thể cast ở level 2 thì nhiều máu hơn một tẹo. Một tẹo. Tùy. Level 1 sẽ được một cái D4 cộng 1. Level 2 sẽ được. Rồi. Tổng là 8 máu. Vasni hồi 8 máu. Là được 20 máu. Không Vasni. Không phải Lemongrass. Sorry. Và sau đó Eruma sẽ chạy tới cạnh con này, con orc okay. Này tự di chuyển và lấy kiếm ra chém nó một cái. Ok, chém đi. 12 không trúng. Cái phát chém này sượt vào giáp của con orc này, mặc dù là cái giáp trông rất đơn sơ bằng vải da thôi nhưng mà cũng giữ được, không tâm trúng người nó. Ok, thiện sẽ phải chạy đi khoảng 2 phút. Mọi người có thể làm một cái break nho nhỏ, có thể là đi đâu đấy rót nước hoặc làm gì đấy, hoặc có thể bàn chiến thuật với nhau một chút. Thì sẽ quay lại trong khoảng 2-3 phút. Bonation em làm sao? Với duration cố tôi. Nó không hiện máu nhỉ? Nó có một cái búp giáp nhưng mà cái range của nó là sát bên đích mới búp được. Là mà đứng xa quá. Bạn chơi cái game với cái mạng VNPT thì bạn phải vừa mở điện thoại để bấm spell, vừa cầm iPad để đọc, còn cái máy tính thì để di chuyển. Mẹ nó cứu tôi. Sao giờ ta? Bây giờ không búp giáp được. Nếu mà chém thêm cái nữa thì có trời mới biết bạn bị gì. Thì nó quay lại. Mọi người nếu mà có đi đâu đó và đã quay lại thì hãy cho Thiện một chữ B, thường cho back ở trong chat của Ro20. Như thế này. Cần hai chữ B nữa chắc chắn. Ok. Rồi, mọi người đều ở đây. Hy vọng là mọi người đã có chút thời gian để bàn chiến thuật. Eruma khi mà vừa dùng một cái phép như vậy thì nhớ tự trừ điểm mana của mình, nó không tự trừ đâu. Hình như là mất một cái level 2. Ghi tạm đầu đấy được. Không, ở trong cái tờ thông số nhân vật của Eruma, khi mà nhìn vào spell ấy, kéo xuống có thấy số 2 ở đây này, chỉnh thành số 1. Có thấy không? Ở đầu. Đây nhá, anh sẽ share màn hình luôn rồi. Cái này thì cũng là một cái quan trọng để mọi người còn biết chơi về sau. Đây. Thôi, Thiện nhìn vào cái tờ thông số nhân vật của Eruma luôn này. Đây, kéo xuống dưới này, thấy bình thường nó là 2 ở đây, là có 2 giọt mana level 2. Vừa dùng thì biến nó thành 1, tự chỉnh thôi. Tại vừa rồi Eruma dùng Healing Word nhưng mà dùng Upcast Gen là cho nó mạnh hơn, dùng Mud Slot level 2. Eruma confirm cho anh cái là ok chưa? Dạ rồi. Ok, tắt màn hình. Còn tiếp tục Goblin. Bây giờ cho bọn này xử lý nhanh thôi. Chiu Vasni trượt. Lemongrass đang nằm, đứng dậy mất nửa tốc chạy, mất 15. Thời gian Lemongrass là sẽ rút con kẻ sót sâu ra, xiên con đấy. Rồi, xiên đang đứng trước mặt mình, đúng không? Đúng. 16 trúng, 8 đam.
Nó đang cố tránh một cái đòn đánh từ Eruma, nghiêng sang một bên. Lemongrass nhận tiện chọc cái kiếm về phía đó và thẳng vào cái bắp chân to của nó. Đau đấy, khá đấy. Nhưng nó vẫn loạn choạng, nó vẫn đứng. Không cần boxing thì thế thôi. Ok, đến là con sói. Sói này chết rồi, nên bỏ nó đi. Vasni. Vasni tấn công con sói còn lại bằng búa. Rồi sau đó hy vọng là Yukio sẽ đánh hai con goblin phía xa, vì cô ấy là không thể biết là mình có thể né được bao nhiêu mũi tên của chúng nó nữa. Đánh con sói đi. Ủa, bấm rồi, sao nó chưa qua? Chắc là nó đang lag đấy. Và Vasni nhớ là lúc nãy có một cái phép là Shield of Faith, là có thể tăng giáp cho mình một tí. Có muốn dùng phép đấy luôn lên không? Dùng bonus action là hành động nhanh được. Có. Ok, vậy thì bấm vào cái bên phép của mình và bấm vào cái chữ Shield of Faith cho mọi người biết. Rồi, quay lại với cả cái mặt bên kia và đánh đi. Vẫn còn hành động, thế này mới dùng hành động nhanh thôi. Anh sẽ để một cái ký hiệu hình cái khiên ở đây. Biết là đang có Shield of Faith đâu nhỉ. Rồi, 11 xem nào. 11 trượt, con sói rồi. Giặt xong, nghiêng người sang một bên và chạy vòng quanh Vasni. Khá là khó đánh. Vasni có muốn di chuyển hay làm gì nữa không? Trong lúc này thì cái quanh người của Vasni đã có một cái vầng hào quang nhẹ màu. Vasni muốn màu gì? Đây là cái Shield of Faith đang miêu tả. Xanh lá. Ok. Di chuyển gì đây? Ok, di chuyển ra sẽ bị con sói có thể cạp một cái. Sự cũng trống hay không thì chưa biết. Nó sẽ dùng phản ứng. Ok. Rồi, nó cạp trượt. Có vẻ như là với cái lớp mà bảo vệ ma thuật của mình, con sói nó cạp vào. Nhưng mà răng nó đến cái phần màu xanh lá đấy, nó hơi khựng lại một tí. Đủ thời gian để Vasni rượt ra khỏi, chạy ra khỏi cái vật tầm đánh của nó. Yukio, mọi người bây giờ đã dựa lưng vào nhau rồi. Yukio làm gì? Yukio nói với mọi người rằng sẽ xài cái shatter. Mọi người muốn xài hướng nào? Hướng hai goblin. Goblin những hai người khác nhau mà. Cái vòng tròn này khá là bé, chỉ có đường bán kính là 10 và đường kính thì là 20 thôi. Vòng tròn thì nó to được từng này, vậy sao? Xong rồi cho đặt ở đâu tùy. Lemongrass nên mà nếu kiểu như vậy to được từng đấy. 5x5 mà anh. Em scale 5x5 mà. Em cho anh thì ý là rồi. Ý là 5x5 thì nó vẫn là 10 feet đấy. Ok. Cái đặt ở đâu? Đánh với bột đặt thì để dẫn em được hai con mà. Ở giữa hai con goblin ở trên. Rồi, đủ để dính vào hai bên. Lăn 3d8 đi em. Sẽ lăn hai cái save cho bọn này. Ui giời. Hình như cái DC của em là 12 đúng không? Độ khó của em là 12. Bọn nó 12 và 15 là đều vừa qua. Bọn nó sẽ ăn nửa số đam. Nhưng mà kể cả nửa đam thì cũng đủ để giết bọn này. Cỏ cây lại dạp quằn mình sang một bên. Sau cái sự cái vụ nổ và âm thanh này. Mọi người mới nghe tiếng echo lại từ trong rừng. Tiếng nổ đinh tai. Yukio có làm gì nữa không? Dạ không, kết thúc được. Ok, đến con orc này. Nó nói bằng tiếng orc, chỉ có một số người nghe thấy, một vài người không hiểu. Giúp nhìn trông nó nói là bọn mày bỏ đi, tao chấp hết. Nó vung dìu, tiếp tục đánh vào Lemongrass và bây giờ có vẻ là đang yếu rồi và vừa nãy chém trúng vào đùi nó. Đánh không vặn, Great Axe, 8 trượt. Đừng yên nào. Con goblin này chết rồi, để xóa lượn. Chân trái bắt đầu đánh những đòn đánh. Con orc lại, mày cứ đợi đấy. Con sói thì cũng lại nhảy vào cùng với con orc kia. Lần này là vẫn đuổi theo, rượt theo Vasni và cắn Vasni. Như lần này, nó đã biết tránh những chỗ mà có vầng xanh ở ngoài người Vasni, cắn chúng. 7 đam. Và Vasni lại lăn cho anh một cái strength saving throw. Sức khỏe, tại vì nó cắn xong nó lại kéo chân quật người ra để cho ngã. Strength, ok. Vậy thì chỉ ăn đam thôi và không bị ngã. Mọi người lúc này đã nghe cái tiếng nói nhấm nhẳng từ phía sau bụi cây. Lại nghe tiếng cái bọn ngu học này. Ôi, nó lại phải, tao lại phải làm việc rồi. Mình nhớ là không bao giờ dựa dẫm vào cái lũ ranh còn này. Mọi người thấy là từ trong bụi cây
một con goblin nhỏ con khác xông ra. Con này thì cầm một cái khiên và có vẻ là giáp nó hơi dày hơn một chút. Nó dành cả lượt của nó để nó dùng hành động dash chạy đến cạnh con sói. Hết lượt. Con goblin này thì nó ngắm vào Eruma, nó bắn cung. Mọi người có thể thấy là trong bóng đêm nó rút một cái cung tên ra và bắn Eruma. Là con nào? Mình xem là con nào. Con này đang đánh bắn Eruma. Thì đầu tiên là Eruma ăn 5 piercing đam, 5 đam xuyên vào giáp, 20 là trúng. Và cái mũi tên này vừa mới bắn vào Eruma thì nó acid nó nổ ra từ cái mũi tên đấy. Tất cả mọi người xung quanh, kể cả con orc này, đều phải lăn cái dexterity saving throw để tránh cái acid. Nếu mà success thì ăn nửa đam thôi. Đam của nó là 3 đam. 22. Tránh đúng không? Tránh cái acid này thì là ăn nửa đam, làm tròn xuống là 1. Những ai mà success thì ăn 1 đam. Eruma cũng cần lăn một cái dexterity. Ok, tất cả mọi người đều success chỉ ăn 1 đam acid, tránh được phần lớn những cái acid nó bắn tung tóe ra. Xem con orc nào. Con orc fail, ăn 3 đam. Đứa nào đây? Con goblin nó lẩn lại vào trong bụi. Như chưa có gì xảy ra. Eruma vừa rồi là ăn 5 đam và thêm 1 đam acid thì là 6, tổng 6 đam. Tự trừ vào máu mình nhé. Mọi người tự trừ. Xong rồi Eruma turn. Eruma. Eruma sẽ dùng cái kỹ năng xâm xét. Bắn vào đâu? Cái này là bắn có thể trúng đồng nội đấy nhá. Cái này cái diện tích nó sẽ là một cái hình vuông phát ra từ người của Eruma, có thể chọn ở cái cạnh nào, có thể như thế này, có thể như thế này, nhưng mà nó phải chạm vào người của Eruma. Để như thế này. Có thể như thế này. Có thể như thế này. Thể lấy mơ chúng ta đúng không? Như thế này thì chúng 4 đồng đội và 1 địch. được á, chúng năm người luôn đấy, nhiều đó. Tao ghét mà Vasni để chúng hai con sói. Ok, vậy thì phải thế này. Ê, còn Yukio chết nữa, chết, ông chết thì có. Đây, tưởng tượng là Eruma đang giơ tay ra vung, xong rồi cả Vasni và Yukio đẩy tay xuống. Bạn ơi. Chơi này, chơi này. Eruma suy nghĩ kỹ và yêu. Tao ghét cái chỗ này. Chỗ nào? Là sao để mình giữ chuột trái một lúc. Ok, rồi đây. Rồi. Bạn ơi. Rồi đây. Lăn đam, lăn 2d8. Có thể ấn vào cái chữ Thunderwave thay vì là ok thì cũng được. Ok. Con bình thường là con orc này có thể lăn cái Constitution saving throw, nếu mà success thì nó ăn nửa đam. Nhưng mà kể cả nửa đam nó vẫn chết nên là thôi không lăn nữa. Boom. Cái xác con orc này bay vào cái cây. Rơi vào bụi cây, có vẻ là đập vào cái thân cây ở đấy. Cái rìu đó rơi xuống. Eruma làm gì nữa không? Di chuyển. Bonus action. Chạy tới đẩy. Tự di chuyển đi. Lại kết thúc lực. Ok. Lemongrass. Có vẻ số kẻ địch trên xung quanh đã dần ít đi rồi. Lemongrass làm gì? Eruma đã suýt nữa cộng thêm mọi người một kẻ địch, nhưng mà cuối cùng đã quay trở vào chỗ khác. Mình Grass thì bắn cung hơi gần thì xa, không nhìn thấy con lật xa thì Grass quyết định chạy vòng cái này thôi. Tự di chuyển. Hoặc là dùng cái thức kẻ. 30 mét thì được đấy. 10 feet thì phần thước đâu, đúng rồi. Ok. 30 feet, 15, thoải mái, trên thoải mái nhá. Rút coi ấy, xót sâu ra xiên con sói. Dạ, cái luật mà dùng bắn cung ở trong cái game D&D này là như thế này. Chỉ khi nào mà đứng trong vùng cận chiến của kẻ địch thì mới bị disadvantage, là nó gần quá, khó ngắm. Nhưng mà chỉ cần đứng cách khoảng 5 feet như này, cách 10 feet như này là bắn không có vấn đề gì. Rồi đang rộng ở này, đồng đội đang đứng trước mặt bọn này đi. Ok, này mà. Không sao. Thì bắn nhân tiện là để em phổ biến thêm một cái luật khác của D&D. Nhưng mà vào đánh shot xuống, ok. Đánh kiểu role play thì nó sẽ là vui. Không vấn đề gì. Hãy miêu tả đón kết liễu với con sói này.
Xiên rất chạy vòng qua Vasily và xiên thẳng vào cái cổ con sói. Sói lăn ra chết, rơi máu. Lăn xuống đất. Giờ ở đây. Goblin, Goblin này chết chưa? Vasily. Bây giờ cho em hỏi cái này là cái spell lúc nãy em dùng là có cần trừ mana không? Có. Cái đấy là level 1, trừ mana 1 từ 4 thành 3. Vasily. Vasily vùng búa định đánh con sói kia nhưng mà bởi vì nó chết rồi cho nên là con Goblin vừa nãy chạy tới sẽ là cái người trúng cái đòn đấy. Ok, đánh đi. Vung búa lên. Đúng rồi. Nhưng mà có vẻ cái đòn đánh này vì nó hơi chạch hướng một tí, đổi hướng giữa chừng nên là chỉ sượt qua thôi chứ không phải trực diện vào người con Goblin. 4 đam. Yukio. Ở trên chỉ còn hai kẻ địch. Có thể thấy tên này thì vẫn rất là hăng máu, vừa chạy vào nhưng mà thấy là đồng đội của nó bắt đầu là chết từ phía thì là hơi chần chừ một tẹo. Từ từ anh, còn kẻ địch ở đâu nữa? Có một con ở đây. À, có thể là em không thấy. Nó ở đây. Thấy là không được đánh được đâu. Ừ, không thấy thì phải di chuyển đến khi nào thấy thì mới đánh được. Tôi bắn tên này nhưng mà tôi không thấy nên tôi không bắn. Thấy một nửa con này thôi nên tôi không bắn, quyết định tôi xin sỏi. Ừ, tại vì Yukio nói được tiếng Goblin nên Yukio quyết định xài Mage Hand để bóp cổ con Goblin ở gần và hỏi nó là ai cử các ngươi tới đây. Ừ. Tại vì đây vẫn là ở trong combat và con Goblin này vẫn đang đánh nhau với mọi người nên là để xem Mage Hand có bóp cổ chúng không. Hãy lăn cho Yukio dùng cái gì để dùng phép ấy nhỉ, để check phát. Vì cái này là đánh bằng phép thuật thì hãy lăn cho em một cái charisma là cách mà Yukio dùng phép thuật. Quay lại về cái trang core, về cái trang chính có các thứ, có các thông số. Bấm vào chữ charisma ở bên dưới, cái số to đùng ở bên trái, chữ charisma ở số to đùng để xem là cái mage hand này thò ra có bóp trứng cổ nó không. 13 không đủ. Còn Oli này vẫn rất là nhanh nhẹn. Mặc dù là đang hơi chần chừ nhưng mà vẫn thấy có nguy hiểm là mắt nó lại sáng lên, gạt cái tay Mage Hand của Yukio ra. Mày sẽ không bao giờ mọi được thông tin từ tao đâu. Mình không biết khi nào con này nó chết đúng không? Không nhìn thấy máu của ông đoàn vận địch đúng không? Không. Okay. Thường thì là không. Con này thì vẫn có vẻ là hăng tiếp về lắm. Nghĩa là mình không, tôi hỏi ngoài cái. Nghĩa là mình chỉ tính số máu quái trong đầu đúng không? Đúng rồi. Kiểu ước lượng đấy. Đúng rồi. Và không phải là con quái nào, kể cả là trong token giống nhau thì cũng bằng máu nhau. Thì những cái con này hiện đều là lăn xúc xắc để xem đồng bào nó bao nhiêu hết. Thì ta mình kiểu ước lượng. Ừ. Nhưng mà con này thì có thể thấy là nó một mặc nó giáp nó dày hơn và có vẻ là trông cũng đâu hơn một khác. Có vẻ là cái con cứ đứng đằng sau ra lệnh nãy giờ. Ok. Con orc chết rồi. Xóa. Con sói chết rồi. Xóa. Đấy. Con goblin boss. Nè. Ba thằng à, không sao, tao chấp hết. Cái lũ lâu la kia cũng có làm được cái thá gì đâu. Nó bước ra đây, vẫn ở trong cái tầm 5 feet của Yukio nên là không có cái phản ứng để đánh. Nó lấy ra một cái đao từ sau lưng ra, xong rồi chém xoẹt xoẹt hai phát hình chữ X chém chéo. Phát thứ nhất thì bình thường, nhưng phát thứ hai vì mỏi tay nên là bị disadvantage. Hai phát đều trượt lemongrass. Mình gắt là mày may thôi. Thế nó chạy đến thì bắt đầu nhảy lên sau một bước tránh được đòn đánh. Ừ. Con Goblin đằng sau này lại hỗ trợ boss bắn phát và lên bằng grass tiếp. Thì boss đánh thì cũng đánh theo. Đúng không? Trượt. Lại quay về sau. Bụi cây. Eruma. Để cúi đầu xuống tránh được. Vì thấy Lemon Grass cứ sắp chết cho nên Eruma sẽ dùng bonus action kêu hồi máu. Ok. Gas level 1 thì tự trừ mana level 1, 6 máu lemongrass. Eruma dùng hành động làm gì? Sau đó có được vừa đi sau đó được hành động không? Có, vừa rồi là hành động nhanh. Cái phép healing word là hành động nhanh, vẫn còn hành động và đỡ được đi. Có đánh được. Đi tới đây. Ok. Sử dụng action điểm kỹ năng. Nhìn thấy con này đánh đi. Eruma là bot được không? Có. À ok. Được. Và chọn con này. Rồi, con này sẽ lăn cái Wisdom Saving Throw. Oh, 14, kháng lại được. Eruma, yểm phép mà kể ra một câu đùa. Nhưng mà con Goblin này đang thần hồn nát từng tính.
không nghe rõ và cũng không có tâm trí đâu để cười nữa, vẫn đang nấp đầu dưới bụi cây. Mình gác lúc đấy là tránh được hai đòn đánh rồi, bọn kia là bắt đầu lách người sang trái con Goblin và xiên sắc sâu vào sườn nó. Ok, xiên, ui, nó cũng lại tránh lại nhảy vào bên. Mèo nào cắn miểu nào. À, tin này khá đấy. Vasni. Vasni. Vasni thấy thế thì cũng bồi thêm một búa vào nữa. Ừ. Có nghĩa là sẽ chết nhanh thôi. Ừ, chúng. Bây giờ thì thực ra tại vì có thể là chưa rõ khả năng, có một cái khả năng của Paladin là khi mà đánh chúng dùng Divine Smite, có nghĩa là khi mà đánh chúng rồi chọn là sử dụng một cái giọt mana của mình, một cái spell slot của mình để tăng đam. Nó là cái này, để anh bấm rồi. Divine Smite là cái này. Đó, từ level 2 là có. Thì Vasni có thể chọn dùng một giọt mana để tăng thêm 2d8 đam vào cái đòn này, mà cái búa nó phát sáng lên với cái ánh sáng xanh giống như ánh sáng mà bao quanh người Vasni. Em có lựa chọn dùng mana như vậy không? Hay là vẫn đánh thường? Ok, lăn cho anh 2d8, gạch chéo R cách 2d8, 9 đam nữa. Vậy là tổng cộng là 13 đam. Em, nó con Goblin có vẻ là và cả cái vai nó có vẻ là xương vai gãy rồi, nhưng mà nó vẫn cố gắng. Không, sẽ tao dễ thế đâu. Yukio. Vâng, đầu tiên thì Yukio sẽ chạy sang đây. Cái tầm của Eldritch Blast là bao nhiêu? 120 feet, rất xa. Vậy thôi, chạy đây. Nên chạy như vậy là ra khỏi tầm cận chiến của con Goblin này và nó có thể chém Yukio một phát. Không muốn chạy như vậy không? Nếu chạy xa hơn đúng không anh? Chạy xa hơn. Chạy xa hơn vẫn được, nhưng mà chỉ cần bắt đầu rời khỏi tầm của nó là nó có thể chém. Vậy thôi em đứng yên. Vấn đề là khi mà đứng cận chiến mà dùng đòn đánh xa thì Lan sẽ bị disadvantage, tại vì khó ngắm khi mà có kẻ địch đứng gần. Không, em bắn con Goblin ở Khi mà đánh có kẻ địch ở gần thì tất cả đòn đánh xa của mình bị disadvantage, chứ không chỉ đòn đánh xa vào kẻ địch đứng gần. Kiểu như tưởng tượng là cái con Goblin này khi mà em đang ngắm thì nó làm nhiễu em, nó chuẩn bị đâm em, thế là em phải nghỉ tránh, khó đánh, khó bắn hơn, khó ngắm hơn. Đơn giản là nó ngáng đường. Đúng rồi. Hoặc là nó thấy em chuẩn bị bắn, có thể là cung hoặc là trưởng gì đấy bắn xa, nó đẩy tay em một cái. Thế em xài dao găm được không anh? Em sẽ rút dao găm một ra và đâm nữa. Không có thể. Đâm con có điểm nhỏ. Dao găm. Thì những cái lựa chọn này là mình hoàn toàn có thể chọn, không vấn đề gì cả. Mình hoàn toàn có thể chọn là có thể là chạy ra để nó có thể đánh trúng mình và có thể mình có thể mất chút máu, nhưng mình vẫn còn nhiều máu thì có thể. Ví dụ như anh đang cầm sót sâu bây giờ chuyển sang cung có mất cái điều không? Nhưng mỗi lần mỗi turn chỉ được chuyển đúng một lần, không được chuyển đi chuyển lại. Dagger là trượt. Con Goblin này rồi, nó lại đánh Lemongrass tiếp rồi. Nó cố gắng giết chết một thằng trước khi nó gục xuống. Nào mà xuống, nắm vũ bọn mày theo. Một phát bình thường, một phát disadvantage. Sao vậy? Lemongrass lại lần nữa là nghiêng người tránh được. Con Goblin đằng sau thì thấy bắt đầu thấy trận là gần ngã ngũ, là nó trốn sau bụi cây hẳn, không thấy ló mặt ra nữa. Nhưng mà nó trốn với 9, mọi người vẫn có thấy là mông của nó ló ra. Eruma về lúc nãy cây cứu cái con này, nó né được phép của mình nên Eruma quyết định tới chơi cận chiến với nó luôn. Gì đó. Ok, lên. Và ok kìa, sẽ dùng hồi máu lên bản thân mình. Gọi là hồi máu xong chạy. Thế nó ấy. Đây là hồi máu rồi chạy đến. Được hồi bảy máu và sau đó Eruma sẽ rút cái cây kiếm dài của mình ra và cố chém nó một phát thật là to. Rồi, đòn chém đấy, hãy kể sự kết liễu của con Goblin này. Vì từ đầu đến giờ thì Eruma toàn chém hụt với lại chém không gây nhiều sát thương lắm, cho nên lần này nó chỉ cần chém một phát mà nó chết hẳn, nên Eruma rất là ngạc nhiên và nghĩ là nó đang giả chết nên vẫn check thử cái xác chết của nó xem nó có chết thật không. Eruma ngồi xuống nhìn, có vẻ nó không động đậy gì nữa, không thấy thở nữa rồi. Có vẻ con này là con yếu hơn cả nên là nó đứng rất là xa. Và với như vậy chỉ còn mỗi con boss còn một ít máu, thì Thiện sẽ bảo là chúng ta không nhất thiết phải tiếp tục theo turn, mà mọi người
là chắc chắn thắng rồi. Mọi người muốn làm gì với con boss này? Có giết hẳn nó không? Hay là làm gì? Bắt nó khai ra ai gửi nó tới. Xài xài mấy chen bóp cổ nó lần nữa. Bạn bóp gần cũng hụt đó. Đừng có bóp nữa, bạn bóp gần mà còn hụt mà. Làm gì đó khác đi. Mình cứ bắt nó lại đi. Để chú tranh đúng không? Từ từ. Vậy không cần bóp cổ là được phải không? Chú tranh đúng không? Chú tranh đầu tiên để anh chọn là anh có thể dùng cái nhỉ? Chuôi kiếm gõ vào đầu nó để nó bất tỉnh chứ không? Có, được. Nó cần roi không? Không nhất thiết. Tại vì bây giờ thế trận ngã ngũ rồi, mọi người rất nhiều, hoàn toàn có thể làm như vậy. Bây giờ là coi là Vasily và Yuko đang đánh lạc hướng nó, đánh vòng đằng sau và dùng cái chuôi của cái sót sâu gõ thẳng vào đầu nó. Ừ. Nó vẫn miệng mà đang chửi loạn lên, nhưng mà bùm phát rồi ngã càng xuống đất ngất, thấy anh vẫn thở. Anh có cái happy end rope này, anh sẽ trói nó lại. Ừ. Á thực trói lại. Ừ, để token nó to lên nhìn cho dễ thì cho cái hết biểu tượng chói vào đây rồi. Ok, tuôn mấy đứa là bắt đầu làm gì làm đi. Anh nhìn đến thế thôi, bắt đầu nghỉ ngồi xuống nghỉ, anh mệt quá rồi. Anh còn 17 máu, bắt đầu ngồi xuống anh cắt một cái khu vua và người của mình để hồi máy máu. Mọi người khác hiện đang làm gì? Shock red để hồi lại mấy cái shatter. Bắt đầu ngồi thì ngồi nghỉ, bây giờ anh sẽ bắt đầu ngồi nghỉ. Short rest thì sẽ là khoảng 1 tiếng đồng hồ. Mọi người nếu mà đồng ý short rest thì tất cả mọi người short rest được 1 tiếng rồi ngồi. Rồi, cái mechanic kiểu short rest thì Thiện sẽ trả lời sau. Nhưng mà nhìn chung thì là trong lúc short rest này, đến khoảng 45 phút gì đấy, con goblin tỉnh, mồm lại thiên lia chửi: bọn anh đánh đâu ra, đánh đâu ra, đánh hèn, đánh hèn, đánh cho chắp vào. Nó bằng tiếng common thăng đúng không? Nó nói bằng tiếng common nghe rất là ngọng nghịu. Ngay, đưa tao cái đao, đấu 1v1. Anh sẽ chửi lại bằng tiếng goblin. À, cái thằng da xanh này im mồm lại rồi đá vào bụng nó. Mày biết goblin à? Thế thì tao chửi cho máu. Cái thổ sư mà mày em nhầy. Thế mà còn với bố tao à? Thằng có lại luôn à? Đánh được mấy cái thằng này của tao mà cũng ai? Này. Thấy nó chửi bằng goblin, nó chửi hăng hơn. Nghe vần hơn. Kia có hỏi không? Chúng ta sẽ lấy đèn của mình ra đánh nhé, mất bài hát cái tệ nhất nó từng được nghe để tra tấn nó. Xài mấy chen bóp cổ nó cái nữa. Ok. Sau 15 phút tra tấn thì mình cắt lại ngồi xuống lại gần nó. Nào, bây giờ có nói cho biết tại sao chúng mày tấn công của tao không? Tấn công cái bọn như mày. Lấy xe bọn mày chứ sao? Nhìn quanh xem, sao bừng rốt thế à? Nhìn quanh, bọn tao có cái xe nào không? Lấy xe mày, để con đi. Đi ra khỏi rừng chết tiệt này. Nhìn tao, không biết sợ gì hả? Băng đảng một mắt của tao à, làm việc chục năm trong cái rừng, nghe tiếng tăm chưa? Mày dám hỗn sực như vậy, đáng ra là bọn tao đi đấy là bọn mày phải đứt cống luôn cái xe ở đây. Tao có còn sức rồi à? Thì vừa lại đá, trong lúc đá vào người con Ruby thì chợt nhớ hình như mình đang quên một cái gì đấy. Nào mọi người, nhớ là nãy giờ chưa thấy ông lái xe ở đâu. Ông lái xe bò ra từ bụi cây bên cạnh. Bò ra từ bụi cây này. Ok đây. Xong chưa mọi người? Xong. Ê quá à. Tôi biết là mọi người làm được mà. Tôi biết là. Ôi, có tên bay đạn lạc gì vào ngựa Ray của tôi không? Có tên bay đạn lạc gì vào xe không? Ông chạy ra ông suýt xoa cái xe. Ôi ôi vết trước rồi. Ủa, thành bọn goblin này hả? Hình như nó là cái băng đảng chột mắt gì ở trong rừng đấy, hay cướp nữa hay cướp bớ á. Mọi người giỏi á, đánh bại được nó luôn, tôi luôn tin tưởng mọi người mà. Mọi người còn hỏi gì không goblin này không? Rồi đến lượt Vasily, Yukiko kìa, hay Bura hỏi gì đi. Yukiko xài mấy chen chọt hai ngón tay vào mũi của nó. Ok. Trò này không chơi nha.
Ơ kìa. Rồi rồi, tao thua. Cái gì? Vãi. Ok, nếu mà mọi người không có hỏi gì nữa thì mới như vậy là chúng ta sẽ cái camera kiểu tưởng tượng như một cái phim, camera sẽ zoom ra từ mọi người. Mà là ngồi nhìn đến sáng. Camera zoom ra từ mọi người và các cái cỏ cây vẫn xào xạc, cũng phải là mạnh hơn trước. Cành cây đung đưa, đung đưa. Mỗi lúc một, những cành cây đung đưa mỗi lúc một mạnh mẽ hơn. Và lemongrass lại cảm nhận được trong rừng có một cái sinh lực gì đấy to lớn và menacing xung quanh người, cái ám khí nổi lên. Con goblin wow. Mọi người nhìn lên thấy một cái tán cây, một cái cành cây trên cao bỗng dưng quật xuống. Và may là có cái sự nhanh mắt của lemongrass chỉ cho mọi người nên đã đứng tránh ra được. Nhưng với đó, chúng ta sẽ kết thúc cái one shot này tại đây. Đây cũng quá giờ rồi. Và one shot này sẽ còn phần 2 nữa. Số phận của những mạo hiểm giả sẽ ra sao? Và họ hỏi được những thông tin gì từ con goblin canh kiệu này? Ông lái xe có và con ngựa, cái xe của ông ấy có an toàn trở về? Chúng ta hãy tìm hiểu vào một thời gian khác. Cảm ơn mọi người đã chơi one shot. Hy vọng là trong cái one shot vừa rồi, cái câu chuyện thì nó vẫn còn dang dở, nó vẫn còn tiếp. Nhưng mà qua cái one shot rồi, hy vọng là mọi người đã hiểu được cái cách nhập vai và combat trong D&D mỗi thứ một tí. Mọi người có comment gì cho Thiện Hồng? Nếu mà muốn chơi cái phần tiếp theo của one shot thì có thể tức là tuần sau. Nếu mà mọi người vẫn tất cả mọi người đều muốn chơi tiếp thì Thiện có thể dẫn tiếp. Em thấy anh dẫn chuyện rất là hay, rất là lôi cuốn. Cảm ơn Tiên. Thì lúc đầu em cũng chưa biết, chưa hiểu lắm, nhưng mà càng chơi thì càng hiểu cách cái trò chơi nó hoạt động. Đúng rồi, thì các cái xúc sắc là cái lăn thì nói chung là một lúc là biết thôi, nhưng mà cái hiểu là lúc nào mà mình muốn làm gì thì luôn luôn có thể nói, luôn luôn có thể miêu tả nhân vật mình, luôn luôn có thể nói qua giọng của nhân vật mình, và tất cả mọi người sẽ cùng tương tác về đấy. Cả cái NPC là do anh dẫn hoặc là cái thế giới sẽ phản ứng lại với những gì mọi người làm. Mọi người càng tương tác nhiều thì càng rút ra được nhiều từ cái trò chơi này. Anh nhận ra là anh đã hướng nội rồi, bọn này hướng nội hơn anh. Chắc là có thể là mọi người là ngại thôi, chưa biết là nên làm gì, những gì có thể làm trong cái trò chơi này. Chắc anh Hoàng thì cũng ngồi nghe một hai cái one shot gì đấy nhưng cũng biết là có thể muốn làm gì cũng được về cơ bản như vậy. Thì nó khác cái video game một chỗ là thường là video game nó chỉ cho làm hoặc có lựa chọn, cũng lắm lựa chọn giữa một trong bốn cái, hoặc là đi thì đi ra ngoài map là nó sẽ rào lại không cho đi tiếp. Thế. Nhưng mà trong cái D&D mọi người có thể hoàn toàn nghĩ là muốn xử lý tình huống thế nào, có thể nói cho người dẫn chuyện Dungeon Master, họ sẽ nghĩ là nếu hợp lý cho làm, gần như là rất ít giới hạn. Hồi nãy giờ em muốn hỏi là kiểu giống như spear, thì nếu như mà orc xài spear thì nó có thể kiểu giống như là xài như kiểu ném lao không, hay là mình chỉ được đánh tầm gần thôi? Em có thể ném lao, có tầm ném của spear. Thực ra là không nhất thiết phải orc mà ai cũng ném được. Ném được. Yeah. Bàn với DM thì kiếm cũng ném được. Đúng rồi. Kiếm có những vũ khí nó tiện cho việc ném hơn, có những vũ khí cũng ném được nhưng mà không tiện cho việc ném lắm, có thể không chính xác lắm. Tình huống gấp rút thì ném được. Đúng rồi. Khi mà ok, cứ nói tiếp đi, rồi anh nói sau. Khi mà chủ tạo một nhân vật từ con sắt không á, thì mấy cái thông số thì mình kiểu làm theo con sắt của anh nhé, nhưng mà mấy cái như là kỹ năng rồi các thứ là mình tự bị hoàn toàn luôn ạ. Tự gì? Tự bị ra, tự viết cách nó hoạt động. Đúng rồi, những cái cơ chế của game nó bảo là cộng mấy để chính xác, hoặc là đam là bao nhiêu thì cái đấy là phải theo. Nhưng mà cái cách mà mình miêu tả cái đòn đánh, cách mình miêu tả cái trưởng của mình hoàn toàn là do mình. Kiểu tưởng tượng như là chơi một cái online game ấy, cái như ví dụ như Dota hoặc là League gì đấy, hero với champion những thế, nhưng mà skin mình tự mua được, mình muốn miêu tả skin nào cũng được.
trưởng skin trông nó khác cũng được. Nãy mình đang định nói gì cũng quên rồi. Cái gì mới để hỏi. Ok, không sao. Thì anh hy vọng là sau cái one shot này mọi người vẫn là tiếp tục là thử các cái one shot của những người khác dẫn nữa. Và mỗi người thì có một cái phong cách dẫn khác nhau. Trong server có thể là có người dẫn nhiều combat hơn, có thể dẫn người dẫn là nhiều roleplay hơn. Ví dụ như là Ricky thì hay dẫn là combat này, và Đường thì hay dẫn là 100% roleplay. Có những người thì kiểu cũng nửa này nửa kia, hoặc là tùy one shot. Có cái one shot thiên bị hướng này hơn, có cái one shot. Nếu mọi người có thể hoàn toàn tự tìm hiểu. Và khi mà nhân vật mà mình lên level cao hơn thì có nhiều thứ để làm combat hơn, không nhất thiết là cứ phải lúc nào cũng là đến turn chém hết turn. Thì cái đấy là ở level thấp thì nó hơi chỉ có vậy thôi, nó không có nhiều sự variety, đa dạng cho những tình huống khác nhau. Thì cái D&D cũng có thể chơi theo một cái game là khá là tactical nếu mà mọi người invest vào cái phần đấy của game. Có bạn hỏi là có thể tự custom spell với weapon được không? Tất cả mọi thứ trong D&D đều có thể tự custom được, nhưng phải hỏi người dẫn chuyện xem là họ có ok việc đấy không, và cái sự custom đấy nó có cân bằng với các thứ khác hay không. Trong D&D cũng có rất nhiều các cái nhà xuất bản bên thứ ba tạo ra class mới, tạo ra subclass mới, tạo ra spell mới, tạo cả chủng tộc mới luôn. Cái gì cũng người ta cũng mì xào hết, người ta cũng luật rừng được hết. Cái gọi là homebrew. Ừ, gọi là cái tiếng chuẩn của đó tiếng Anh là homebrew. Là tự nhà xào ra, brew ra. Nhưng mà khi thường thì nếu mà đến một cái bàn chơi trên mạng là những cái gì mà nhà xuất bản chính thức đưa ra, cái nhà xuất bản của game này, không phải bên thứ ba, chính thức đưa ra thì hầu như tất cả mọi người đều công nhận và đều chơi được. Còn những thứ mà mì xào hoặc là homebrew thì có khả năng là người dẫn không thích. Tại vì họ phải, một là người dẫn phải đọc thêm, có thể họ không sẵn sàng phải đọc thêm, có thể là họ phải cân bằng lại. Vũ khí cũng vậy, như Wilhelm vừa hỏi ở trong chat. Được rồi, và như vậy nếu mà mọi người không có câu hỏi gì nữa thì one shot đã kết thúc rồi. Hy vọng là mọi người có phần còn lại của buổi tối vui vẻ. Hy vọng mọi người đã có một thời gian chơi vui, hiểu thêm về Dungeons & Dragons là như thế nào.